trôi lục bình. Lục bình về đâu mà nghe tiếng chim đi nọ, ai xuôi lắm nổi phong ba cho người một kiếp lầm tha. Mênh mông tiếng nhạc kêu sâu cho cảnh tha phen. Đau nổi ruộng đồng lúa chẳng lên, ba vạn sách đã hóa thành giấy vụn, bạc đầu luống những phụ dân đen. Hay, hay thật, ba vạn sách đã hóa thành giấy vụn, tam vạn quyển thư vô dụng xứ, bạch đầu không phụ ái dân tâm. Mình à, kìa em. Mình làm em tưởng trong giờ học mình đang giảng nghĩa cho học trò. Tụi nó tan học rồi hả mình? Tan học rồi. Anh đọc sách thấy cụ Băng Hồ ngày xưa đó cũng hiểu biết được cái cảnh khổ của dân đen, cho nên anh tâm đắc, anh ngâm nga mấy dần thơ của cụ. Mình đi chợ mua gì đó. Đâu, đưa rổ anh coi. Cái gì đây? Bánh đít hả? Em mua để cho mình ăn trưa. Mình ăn trưa rồi. Phần mình đâu? Em không có ưa ngọt. Ủa, còn gói gì nữa đây? Ít thôi đừng có mở ra nha. Kìa sao giấu anh? Em không chịu. Mà đừng có coi em mua cái gì đấy mà. Thôi cái mà. Gì đâu mà giấu không biết nữa. Ủa Mình, trời, mua dài chút xíu vậy sao anh mặc vừa? Thì em đã nói với mình rồi mà, em kêu mình đừng có mở ra mà mình cũng mở ra hả? Giờ anh mở ra rồi đó, cho anh biết đi. Mình mua chi giải chút xíu vậy rồi sao rồi mai được? Thì em... Em sao hả? Em bận. Vậy? Em bận. Em bận rồi giải chút xíu vậy em bận. Em... Sao? Cái vụ này nè. Hả? Trời ơi, vợ của tôi thật là chu đáo, biết lo xa từ tâm áo. Thế mà tôi vô tình nào biết nào hay, quả là hạnh phúc vợ chồng. Ôi, tôi sắp có đứa con đầu lòng. Mình ơi, mình thích gái hay là trai? Với em gái hay trai gì cũng được, bởi vì lòng mẹ đã thương con. Mình à, anh nghe bác Hai Hương đó, cũng như bà con lối xóm người ta nói á,
mấy cái bà đó mà có thai con so đó nghe, thèm chua nè, thèm mặn lắm đó nghe. Còn mình thì sao? Mình thèm chua hay là thèm mặn? Dạ. Mình à. Dạ. Mình nói với anh là mình sắp có con, anh mừng lắm. Nhưng nhìn lại tương lai của con mà anh buồn. Mình nghĩ coi, vợ chồng mình đất thì đất mướn, mỗi năm phải đông lúa đủ cho ông hội đồng. Mai là năm vừa rồi đó, mình khéo tay chăm sóc mấy chục nọc trầu mới có dư được chút đỉnh tiền. Không lẽ rồi vợ chồng mình cứ kéo dài kiếp sống như thế này, rồi con cái mình cũng như vậy, làm sao hả mình? Em nghe mình nói em cũng lo nữa. Nhưng mà em nói gì nè, em tính là năm nay mấy cái mẫu ruộng đó mình làm xong hết rồi, kiếm mình đóng hết cho ổng đi. Mình đừng có để thiếu nợ ổng hả mình ha? Trời ơi, có thiếu ổng được đồng nào đâu. Em thấy mấy người kia họ thiếu đó, ông ác với người ta lắm á mình à. Còn bây giờ em nói cho mình nghe nha, mấy cái nọc trầu á mình ráng mình làm, mình lo cho con của tụi mình. Thôi, anh xin lỗi mình. Đáng lẽ cái việc này là anh không nên nói cho mình biết. Tại vì mình có con anh mừng quá, rồi anh lo tương lai cho con vậy thôi. À, mình ơi, bây giờ mình đi lấy cái đục á cho anh đi. Dạ. Mình ơi, tại hồi nãy nghe mình nói với anh là mình không thích ngọt. À, bây giờ nè, anh sẽ đi ghé qua nhà bác Hai Hương đó, anh xin về cho mình vỏ đầy me chua. Ý, để em nói mình nghe nè. Mình ơi, lại nó nghe. Vậy là mình đừng có nói tới cái vụ chua. Nói tới cái vụ chua, coi chảy nước miếng. Thôi, bây giờ mình vô gạo nấu cơm đi. Án chừng nấu xong nồi cơm là có me về cho mình ngay à. Anh đi nghe mình. Mình ơi. Hả? Mình đi mau mau chứ để ông thôi học trò đợi mình à nghe. Cái đi mau mau này thôi tôi biết rồi. Đưa mặt đây. À. Anh đi nghe. Dạ. Dạ bẩm ông hội, bò của ông nhiêu khi không ăn hết đám cỏ của con à. Biểu nó đền đi. Dạ, nó không chịu đền. Tổ cha tụi bay cho không chịu đền. Dạ, nó không đền. Rồi con lấy lúa đâu mà nộp sâu cho ông chủ? Ông chủ, tao cào nhà tụi bay chứ không nộp sâu. Cho ruộng tụi bay muốn, tao mệt quá. Chiều nay tụi bay qua nhà tao. Dạ, dạ qua nhà. Có ai ở trong nhà không á? Chú Hai, Thiêm Hai ơi. Dạ. Dạ bẩm ông hội đồng mới tới. À, có chú Hai ở nhà ông Thiêm? Bẩm, nhà tôi mới vừa đi ra ruộng á. Mới đi ruộng à? Dạ. Tiếc thật. Bẩm ông hội đồng ngồi. Bẩm ông hội đồng uống nước. Cảm ơn Thiêm Hai. Chà, trà thơm quá. Đi đường mệt mà ngửi mùi trà này là khỏe lại liền. Nãy giờ Thiêm Hai có nghe tôi la lối ôm sòm ở đằng trước không? Nghe chắc dữ lắm phải không Thiêm? Coi vậy cho tôi hiền khô. Nhưng mà phải vậy đó Thiêm. Không la không được đâu. Cái đám ta đường này nó kỳ cục lắm. Tôi nói thiệt với Thiếp là tôi rất là ngán ngẩm. Cho cái bọn ta điền, miệng lưỡi của họ hết sức là thiếu hoa, mà mình lại tưởng đâu họ thật thà. Mỗi lần họ kêu thiếu hụt là tôi sẵn tay giúp liền. Khi thì lúa gạo, lúc bạc tiền, nhưng mà chẳng có người nào tốt bụng với tôi. Cho nên từ nay tôi quyết không có dân dưỡng. Mấy dây ruộng
kế cận bên nhà, tôi lấy lại hết cho chú hai làm. Thiếu hụt gì tôi sẵn sàng giúp ngài, còn hơn là mình bỏ đó để cho bọn chúng cứ vui vẻ hoài. Nó ăn quen rồi, nó chẳng có sợ ai, mình phải thẳng tay thì họ mới chừa. Dạ cảm ơn mấy lời ông chú dạy. Bấy lâu nay gia cảnh tôi cơ hàng, ông chủ thương mà hết sức chu toàn. Vợ chồng tôi muôn vàng đội ơn, nghĩ trước sau làm có hai dây ruộng mà. Mà tôi ngày bận rộn, nhà tôi không lúc nào ngơi nghỉ, bởi anh ấy còn nhận dạy học thêm. Nay nghe theo ông chủ thì được rồi, nhưng phải thuê mướn người làm công. Rủi gặp thiên tai thất bát trắng đồng, nợ một ra mười càng khổ nhiều hơn. Thiếm nói nghe cũng phải, nhưng mà thiếm không nghe người ta nói sao? Hễ có phước thì làm quan, có gan thì làm giàu, chứ tối ngày cứ yên phận thủ thường thì biết chừng nào mới rờ được tới chỗ cao sang. Bây giờ thiếm là vợ của một tá điền, nhưng mà thiếm cũng phải biết mơ ước một ngày nào đó sẽ là vợ một ông chủ điền chứ, phải vậy không? Dạ. Dạ. Hả? Dạ bẩm ông chủ thương mà ông chủ nói như vậy á, chứ tôi nghĩ hai vợ chồng nghèo, miễn lo làm sao đủ ăn, khỏi phải vương mang nợ nần của ai hết á, vậy là phước đức lắm rồi. Dạ hai vợ chồng tôi không có dám đèo bồng mơ ước chuyện cao xa. Không dám đèo bồng mơ ước chuyện cao xa. Dạ. Cái miệng có duyên hết sức. À, nhưng mà thật ra làm giàu cũng không phải dễ đâu. Có người vậy bôn nam tảo bắc, nhưng mà rốt cuộc nghèo vẫn hoàn nghèo. Thiêm có biết tại sao không? Dễ thôi mà. Là tại vì không ai đỡ đần bảo bọc họ. Chứ với thiêm tôi hứa là tôi bảo bọc mà, thiêm sợ gì? Dạ bẩm ông chủ, bài thêm chuyện làm ăn hãy lớn thuyền thì lớn sóng. Hai vợ chồng tôi liệu sức gánh vác không có nổi, cho nên hai vợ chồng tôi không dám. Cũng tại chồng thiếp lơ lửng đó chứ. Phân nửa thì nhà nông, phân nửa thì nhà nho. Ra làm ruộng thì nắng không ưa, mưa không chịu, thích ngồi mát ăn bát vàng. Bởi vậy người ta nói dài lưng tốn giải, ăn no lại nằm. Dạ, dạ. Tôi nói chơi mà thiếp hai giận sao thiếp hai? Đừng giận tôi nghe. Dạ bẩm ông chủ, tôi đâu có dám giận ông chủ. À hay là vậy nghe, chú hai thì giỏi chữ nghĩa, có nhiều cách để coi là chú hai làm nghề thương mại, lái lúa nè, lái trâu nè, lái heo nè, hay là lái... Bẩm ông chủ dùng nước thêm. À, cảm ơn thêm hai. À, thôi để tôi gặp chú hai rồi tôi bàn kỹ hơn. Thêm hai ơi, thêm hai, có đứa nào nhờ chạy lên đằng xóm mua giùm tôi ít rượu để ngồi đây tôi lai rai chờ chú hai được không? Dạ bẩm ông chủ, ở nhà không có. Không có gì? Dạ bẩm ông chủ, dạ ở nhà có sẵn rượu. Có sẵn rượu? Chà chà. Chú hai không bộm nhậu mà giấu tôi hoài. Dạ không phải, không phải đâu. Nhà tôi pha rượu thuốc sẵn để trị bệnh cho bà con lối xóm á. Rượu thuốc? Tôi thích rượu thuốc lắm á, bởi vì tôi đau lưng dữ lắm, thành ra tôi thích uống rượu thuốc lắm. À thôi thêm hai chiếc tôi nhạo đi, để tôi ngồi đây tôi la rai tôi chờ chú hai cũng được. Sao thêm hai thấy thì sao? Dạ bẩm ông chủ đợi một chút. Đừng nói một chút, tới chiều cũng được nữa, không sao hết á. Thêm hai ơi, lại tôi nói nhỏ này nghe nè, bởi vì Mình ơi Mình, cơm mình chín chưa? Mẹ nè tha hồ cho mình ăn đó. Dạ thưa, chào ông chủ. Dạ ông chủ mới qua. Mình à, Mình ơi, ông chủ qua sao không cho đứa nào ra ruộng kêu anh về vậy? Nè, bữa nay cá mắm không có gì hết trơn á, sẵn ếch anh mua. Đó, mình nấu cái gì cũng được hết trơn á. À, sẵn công chủ đây nè, mình vô mình làm cái món nhậu gì đi ha, để đãi ông chủ.
Anh hiểu rồi. Thôi thôi thôi, nhanh đi nghe mình. Dạ xin lỗi ông chủ, bị sáng nay đó tôi cũng ra ngoài ruộng, thành ông chủ đến mà tôi không hay. Thiệt vợ tôi cũng tệ quá, không cho mấy đứa nhỏ ra kêu tôi về. Tôi biểu thím hai đừng kêu. Tôi vừa qua tới thì chú đi ruộng rồi. Tôi nói thôi để cho chú đi đi, chưa rồi lỡ buổi của chú. À hôm rày tôi định qua thăm chú đó, nhưng mà bận quá tôi đi không được. Cho tới bữa nay tôi thấy bực bội trong lòng nên cưỡi ngựa vào đồng. Vừa đi thì bị chặn đường kiện thương ngược ngạo, nên tôi tạt vào đây kiếm chú lai rai đạp thảo. Tôi rất thích chú có tài thi phú thông thạo, nhưng mà nếu chú không rảnh đó thì thôi tôi về. Dạ không. Dạ thưa ông chủ, nếu hôm nào rảnh việc thì mời ông chủ qua đây chơi nói chuyện. Ngoài vụ mùa thì vợ chồng tôi cũng rảnh, suốt ngày có làm việc chi đâu. Dạ thường thường thì có năm ba trò nhỏ đến đây để học với tôi. Đó là bà con lối xóm, cũng là chỗ anh em. Tôi gắng công chỉ dạy, có chúng nó học tôi cũng thấy vui lây. Thật ra thì nhàn hạ thảnh thơi, xong có một điều là mình ít được đi chơi. Chú nói nghe cũng phải, mình giỏi chữ nghĩa thì cũng nên giúp đỡ cho bà con lối xóm, sau này tụi nhỏ lớn lên là nó không quên ơn mình. Cảm ơn ông chủ. Thật ra tôi không dám nghĩ như vậy. Tôi nghĩ là mình biết cái gì, mình chỉ dạy lại cho em cháu nó nhờ. Chứ thật ra để thì giờ đây, mà đây nè, cái nhà đây nè, vô đây theo tao mau lên. Dạ bẩm ông hội đi chơi ạ. Mày đi đâu đó Hương Quảng? Dạ còn có chút chuyện bẩm ông hội. Dạ chào thầy Hương Quảng. Có chào mày, tao tới đây là để bắt mày á. Dạ thưa thầy, tôi có làm gì mà thầy đòi bắt tôi? Có thờ rồi, tố cáo mày làm quốc sự. Dạ thưa thầy, chắc ai thù quán gì vợ chồng tôi đó mà rơi thơ vu cáo vợ chồng tôi như vậy. Chứ thật ra vợ chồng tôi ở đây bao nhiêu năm, bà con lối xóm đều biết. Mà cả ông chủ tôi đây này nè, và ông chủ Điền nó cũng biết vợ chồng tôi nữa mà. Đúng đúng, chú Hai để ra tôi. Ê Hương Quảng. Dạ. Mày có làm nhà hay không? Dạ không à. Chứ còn chú Hai đi, theo tao thì bề ngoài của chú Hai làm ăn lương thiện. Dạ bẩm ông hội đồng, nó tham gia hội kính, xúi dân nổi loạn đó ông hội. Tham gia hội kính? Dạ. Xúi dân nổi loạn? Đúng vậy. Nói tầm bậy tầm bạ. Nè, mày không được quyền bắt ai thì bắt cái mày. Muốn bắt ai thì cũng phải có tan vật hẳn hoi, nghe chưa? Dạ. Tan vật hẳn hoi, chứ đâu phải muốn bắt ai thì bắt. Dạ. Nghe được không? Dạ nghe. Vậy bây giờ tao xét nhà mày, có bằng chứng mày nghĩ sao đây? Dạ thưa thầy, mình là người nghe thì đừng sợ gì hết, có tôi đây chú Hai. Dạ thưa thầy, nếu mà thầy không tin thì cứ xét nhà đi. À xét nhà không? Được, hai đứa bay giữ nó cho tao. Chú Hai, có tôi đây chú Hai đừng sợ. Mình ơi, có chuyện gì với mình? Mình ơi, người ta rơi thơ nói anh làm quốc sự. Hả? Đấy rồi. Đây, súng và truyền đơn đủ hết. Mày chối hả? Cái này là cái gì đây? Trời ơi. Rõ ràng rồi mà còn chối nữa hả mày? Dạ thưa thầy. Chối hả? Chối hả mày? Thôi. Dạ ông hội đồng ơi. Ông hội đồng ơi, tại sao người ta bắt chồng tôi? Tại sao người ta đánh chồng tôi? Người ta nói chú Hai là quốc sự. Không. Không phải đâu. Không, quan cho tôi lắm. Tôi không biết quốc sự gì cả. Mình ơi, tại sao có những cái thứ này ở trong nhà mình đây? Bây giờ mày phải khai đồng bọn của mày là ai. Còn không khai hả? Hai đứa bay, đánh cho nó khai. Dạ không. Tôi lại các ông đừng có đánh chồng tôi. Thì hãy khai đi. Sao? Chồng thím làm chuyện gì? Thím biết thì hãy khai hết ra đi, để khỏi bị đánh đập. Sao? Thầy ơi, tôi biết phải khai làm sao đây cho chồng tôi khỏi bị khảo tra đánh đập, khỏi vì bị án oan gông cùm đài đọa chốn lao tù. Thầy buộc tôi khai những điều mà tôi không.
sống với xóm giềng thân thuộc, vợ chồng tôi vẫn trọn niềm chân thật thuần lương. Mong khi không dương ly tai ương, biết nói gì đây cứ ngước mặt kêu trời. Chồng của tôi yếu đuối lắm mấy ông ơi, nếu bị khảo tra chắc là anh không sống nổi. Tội nghiệp quá, thấy hoàn cảnh của chú thím mà tôi muốn tức ruột. Ông chủ ơi, xin ông chủ thương mà ông chủ nói giúp vợ chồng tôi một tiếng đi ông chủ. Thương thì tôi thương lắm, nhưng chứng cớ rành rành như vậy tôi đâu dám can thiệp. Trời ơi, đứng trước cảnh tình khốn khó mà lời nói của những người chung quanh đây sâu mộng nghe như xa lạ lạnh lùng. Anh Thành ơi, chắc là có ai đó muốn cho đôi ta phải lìa vợ xa chồng. Em biết phải làm sao cho anh khỏi tội. Trời ơi, gì đâu mà xảy ra quả gửi tay bay, bọn cướp ngày bài trò ném đá dấu tay, đã cướp mất đi cái hạnh phúc ấm êm của một gia đình, cướp mất của anh kỳ hiền lương liêm sĩ, nên mới bài điều giấu súng để du quan. Mình ơi, rồi đây con của mình sinh ra đời không thấy mặt cha sao mình ơi. Lỡ ơi, thôi em đừng than khóc nữa, khi người ta đã cố tình ám hại xô đẩy anh vào vực thẳm tối tăm. Ngày tháng tới đây anh phải trả nợ oan khiên thân đài đó cực hình nơi kham lành. Lửa ơi, dẫu nát thân anh cắn răng gánh chịu, chỉ thương cho em một mình dò gió cô độc lạnh lùng biết cay nhờ ai. Đưa con trong lòng chòi đạp khóc đòi cha, em hình dáng xanh xao chưa đầy thương nhớ. Lửa ơi, buổi biệt ly không hẹn ngày tái ngộ, em hãy yên tâm mà bao trọng thân mình. Thôi thôi, đừng có nói nhiều, lôi nó ra xe. Không đâu, đi đừng có chống tôi. Đừng có bắt chồng tôi, đừng có bắt chồng tôi. Mình ơi, mình ơi. Thím ơi, thím ơi. Thank you.
lớn rồi mặc quần mặc áo gì đâu mà không còn chỗ giá nữa. Nó ngồi chà lết quết xám gì mà rách thôi là rách. Khổ. Mấy năm trời mà không có may được cho thằng nhỏ một bộ đồ. Gì mà khổ quá vậy không biết. Dạ thưa bác. Ai đó? Chú kiếm nhà ai đó chú? Dạ thưa cháu đi buôn hàng bông. Ở trước nhà bác có trầu bán không bác? Ờ có. Nhưng mà anh chết hết rồi. Tôi mới kéo vài chục nọc nữa đó. Nhưng mà anh chưa có lá. Dạ trầu này. Trầu này của bà hàng xóm. Thôi vô đây ngồi chơi chút đi chú em. Trời nắng quá mà. Dạ trời nóng nực quá. Hồi trước á cháu thường lui tới ở miệt này. Rồi bị có một thời gian cháu buôn bán không có khá. Cháu phải ra tuốt ở ngoài miền Trung á, buôn bán yến. Đi tới miền Trung lận. Dạ lúc đầu cũng kiếm lời chút đỉnh. Sao yến nó lên giá cao quá, thành ra lỗ lã, phải mang lấy nợ nần. Thành ra cháu phải trở về xoay lại cái nghề cũ. Thiệt lâu quá, mười mấy 20 năm rồi cháu mới trở về đây. Cháu thấy cái gì cũng đổi khác. Cháu nhớ hồi trước ở nhà bác ở dưới mé sông có trồng hàng mù u. Bây giờ bác đốn thành ra nó lạ quá à. Trời ơi, tôi có đốn đâu chú em. Nhà nước họ đốn để họ hàng cái khúc lộ lỡ mà tiêu cái hàng mù u của tôi đó chứ. Thôi, ngồi đi. Tôi vô tôi múc nước cho ông uống. Ngồi chơi nha. Nước nè chú em. Dạ cảm ơn bác. Uống đi. Nói vậy trước kia chú em cũng có đi buôn miệt này hả? Dạ. Lâu quá mà. Mười mấy năm rồi. Phần tôi cũng già nên không có nhớ. Té ra tôi vô tình quá. Uống nước đi chú em. Dạ. Cháu cũng thường hay lui tới miệt này. Cháu có người anh em bà con cô cậu ở xóm trên đó bác. Anh Hai Thành dạy học chữ Nho đó bác. Cháu nhớ vợ chồng ảnh có một khoảnh vườn trồng cũng được đâu 30-40 nọc trầu gì đó. Mà chỉ thì khéo chăm sóc. Cho nên năm nào mà trầu có giá đó, ảnh chỉ kiếm cũng được bộn đó chứ. Chú nói chú quen với thằng Thành là quen sao vậy? Có bà con gì không? Xa hay gần? Dạ bà con cô cậu. Mèn ơi, hèn gì giống quá không? Cô cậu mà. Dạ dạ cô cậu. Mỗi lần mà đi đâu đó ai cũng tưởng cháu là anh Thành không hà. Hèn gì. Mà trời ơi, nói chú em nghe, tôi thương cái thằng Thành như là con ruột. Bởi vì cha nó với ông nhà tôi là bạn học cũ hồi xưa. Mà hai ông bà sanh ra chỉ có mình nó rồi mất sớm. Nó thường lui tới nhà tôi. Nói cho chú em nghe, không có phải ruột thịt gì mà tôi thương nó còn hơn là ruột thịt của tôi nữa. Nhưng mà ở đời chú em ơi, hãy nhắc tới cái sự rủi ro của thằng Thành thì tôi càng đứt ruột. Bác nói rủi ro là rủi ro làm sao vậy bác? Thì có gì đâu, vợ chồng nó đang làm ăn sân sẩn vậy hả? Thì có về đâu, sớm mai một ngày kia linh trang tới bao giây hiệp với hương quán làm sở tài lấy cơ là họ rơi thơ nói nhà đó hội hợp anh em đêm nào cũng tụ tập rất đông mà nói cái thằng Thành nó cầm đầu mới là nguy làng họ nghĩ nó làm quốc sự nên cho lục xét khắp trong ngoài thật
Thưa bác, chẳng hay còn vợ con của ảnh lưu lạc cửa nhà ở đâu, không biết bây giờ còn khỏe mạnh, chào muôn đến chia buồn trong cái cơn hoạn nạn. Bởi xa xôi cháu không rõ được, hôm nay nhờ có bác đây, tình bà con lối xóm trao đi ngoảnh mặt khoanh tay. Bác làm ơn chỉ chỗ để cháu đến thăm cho tận mặt, gọi là chúc tình anh em vì bấy lâu nay cách biệt xứ xa, nay nghe việc nhà anh rủi ro, thà rằng đến muộn chớ còn. Nghiệp cho cái thằng Thành trước lũ người quỷ quyệt tranh ma, vợ của nó thôi thật tà hiền hậu. Lúc thằng Thành mới vừa bị bắt giam thì nó có tới tôi đâu một hai lần. Vậy à? Tôi nói bây giờ thôi bán nhà mà lấy bạc, mướn thầy kiện để kêu này, gặp sống thì mình phải chèo há để vậy mà làm ngơ hay sao. Rồi chị tính sao hả bác? Nó nói một một hai hai gì á thì cũng có chủ điền của nó lo. Chủ điền của nó là người danh vọng thế thần, trước sau thì chồng nó cũng thoát nạn. Chính vì vậy mà ra cơ sở giam thằng họ đâu được mấy mươi ngày. Chừng kêu án thằng nọ bị đài thì nó ở nhà nó đi lấy người ta. Hả? Lấy người ta? Chứ ghe bầu chờ đóng, mẹ đi lấy chồng, con ở với ai? Cháu ngồi xuống đó đi. Bác ơi, bác nói là chị Hai Thành chỉ có chồng, mà chị lấy ai vậy bác? Trời ơi, thì còn ai vô đó nữa? Mưu mẹo của họ sắp sẵn mà, mượn cớ là đi lo thầy kiện, à dắt tới ông này ông nọ để lo, à đi xe đưa xe rước ngang. Ban đầu á thì rước ban ngày, riết rộn cái đi ban đêm, riết rộn cái lu bù cả tuần lễ mới về lần. Họ lo làm sao không biết, mà tới cái ngày đem cái thằng Thành ra xử cái là 20 năm khổ sai chung thân luôn. Thôi rồi đó cái nghiễm nhiên bây giờ sau này thành bà hội đồng, lấy chồng năm trước năm sau đẻ được đứa con gái, mới gả lấy chồng hồi năm ngoái nè. Ủa, nói vậy chị Liệu ở với anh Thành không có đứa con nào sao bác? Có. Ôi, nhưng mà cũng như không mà cháu à. Là sao bác? Nhắc tới cái chuyện con cái của thằng Thành, tôi lại càng thêm đứt ruột. Cái thằng sao mà nó vô phước làm sao đâu á.
Bác nói vô phước là sao bác? Thì có gì đâu. Cái lúc mà cái thằng Thành với con Lụ ở với nhau thì nó có bầu ở đâu mấy tháng. Rồi mà khi cái thằng Thành nó bị bắt giam là vợ nó có chồng sao? Chừng mấy tháng à, nó sanh được một cái thằng con trai nữa. Nhưng mà chú em biết đó, máu thịt gì của họ mà họ thương họ nuôi. Vì vậy mà bác nghe nói lúc mà sanh ra đó là họ đã đài thằng nhỏ đi biệt tích rồi. Lưu thằng nhỏ đi biệt tích. Trời, trời. Coi kìa, coi kìa. Chú em sao vậy chú em? Chú em bị cảm nắng rồi. Chai dầu đó mất tiêu rồi. Ở đây nè. Trời ơi, tôi nói không được mà. Đi như vậy là sai nắng chết. Trời này nắng lắm, đi là trúng gió à. Có sao không? Bây giờ trong người chú em thấy sao? Dạ dạ, không sao đâu bác. Cảm ơn bác, cháu đỡ nhiều rồi. Đỡ nhiều rồi hả? Dạ, cháu đỡ nhiều rồi bác. Bác ơi, bác nghe rõ là cái thằng nhỏ họ Lưu đi biệt tích rồi phải không bác? Lưu đi biệt tích rồi chú em à. Biệt tích? Bác Hương. Hả? Sao chú em biết tên tôi? Bác không nhận ra cháu sao? Cháu là Ai Thành đây nè bác. Hả? Ai Thành? Trời ơi, Thành. Bác ơi, 19 năm tội tù oan ức, hôm nay cháu về đây. Trước là thăm bác, sau là tìm vợ con. Nhưng bác ơi, vợ của cháu đã về tay người khác, mà thằng con trai của Lưu đi biệt tích rồi. Cháu đành cam tuyệt vọng rồi bác. Thành ơi, 19 năm trời xa cách mà không nhìn được ra cháu. Thành ơi, thật bác đâu có về. Hôm nay cháu về được nơi đây, chuyện ước lòng bấy Thành ơi, xa cách đã lâu nay bác viếng lên tâm màn nhung đen ảm đạm, để cháu nhìn lại số phận người thân qua những tháng năm dài. Vợ của cháu thì thôi, kể như bước chân đã đừng phiền trách nữa mà chi, hay liếm tắt đi lần hồi sẽ gầy dựng lại. Còn đứa nhỏ người ta
định giết nó từ lúc ở trong nôi, nhưng nó còn sống bằng bữa cơm xôi của bà con nghèo giúp đỡ. Nay nó sẽ vui mừng bỡ ngỡ trong ngày phụ tử đoàn viên. Bác ơi, bác nói như vậy là thằng nhỏ nó còn sống hả bác? Mà hiện giờ nó ở đâu vậy bác? Nó ở đâu vậy bác? Nó ở đây nè. Hả? Nó ở trong nhà này? Nó ở trong nhà này hả bác? Thành ơi, bác nghe như có tiếng ngân ở đó, mùi của chim non trên cầu. Bác thấy như có dòng máu đỏ đang ngâm vào châu thân, theo năm tháng khô cằn, kẻ gian quỷ quyệt tinh ma, nó toan hại châu suốt đời ngoài cuốn đạo, nhưng cũng không qua được lưới trời, nhờ có bà con kịp thời ngăn chặn. Bác nói kẻ gian, mà kẻ gian nào vậy bác? Còn ai đâu xa lạ, chính là cái thằng Hội Đồng Thắng. Nó toa rập với bọn chủ điền giàu có, nó hại cha rồi hại cả đến con. Trời ơi! Thành ơi! Nó kiếm chuyện, nó âm mưu, nó bắt cháu rồi gạt vợ cháu. Thật là cái quân độc ác. Thành ơi, nó toan diệt thảo trừ căn. Cảm ơn bác. Bác ơi, không nhờ bác và bà con lối xóm thì làm sao nó còn sống sót đến giờ này. Cháu cảm ơn bác nhiều lắm. À, bác đặt nó tên là gì vậy bác? Tao đặt tên nó ngộ lắm. Tao đặt tên nó Võ Minh Lưng. Tao lấy họ và chữ lót của mày á. Dạ, cháu là Võ Minh Thành. Tao đặt nó Võ Minh Lưng. Võ Minh Lưng. Nhớ nghe, ngày mai nhớ tới rủ tao đi câu luôn nha. Thằng Lưng nó về đó. Con hãy núp trong kia đi. Lát nữa tao kêu ra rồi cha con bay gặp mặt. Má, má ơi, bữa nay con câu được 4 con cá lóc luôn. Con bán hết 3 con. Còn con đem về đây nè, để chiều á cái má nấu canh. Ủa, má, sao má khóc vậy má? Má à, má không có sao đâu con. Con đem cá vô bếp rồi ra đây cho má biểu. Dạ, dạ. Bác ơi, nó lớn quá rồi hả bác? Mà mày thấy nó giống mày không? Dạ giống, giống lắm bác ơi. Nhất định hãy tao nuôi là giống à. Nó ra đó, con đứng xích đằng kia đi. Má, má ơi, sao má khóc vậy má? Có chuyện gì vậy má? Luân. Dạ. Con nhìn kỹ đi con. Con có biết ông đây là ai không con? Dạ. Con không biết má à. Phải rồi. Làm sao con biết được? Ông này chính là ba ruột của con đó. Ba ruột của con. Má. Phải. Ba con bị hạm quan 19 năm tội tù ngoài cung đảo. Mẹ con ở nhà lấy chồng khác, bà mới đem con về đây nuôi dưỡng. Ba là mẹ nuôi, còn đây mới là ba ruột của con. Luân, con lại mừng ba con đi.
cho ba con không có tuổi. Má, luôn con, ba ruột của con à má. Đi đi con. Luôn. Ba. Ba. Luôn. Ba. Động đầu môi khiến cho con tê tái nghẹn lời. Ba ơi, ba ơi, đâu là sự thật? Thời gian trôi lặng lẽ, con đang ở ngưỡng cửa cuộc đời. Con chưa lọt lòng thì giông bão đã nổi lên. Bao kẻ đau điên vì thế lực kim tiền. Ba phải mang gông bị đài lưu biệt xứ. Thiền xích như con vật, chứ không được gọi là người. Bao nay ba vượt trùng dương trở lại quê nhà. Cha con nay sum họp nhờ ơn bà đây đã. Phải, con ơi, công đức của bà đây ví như trời cao bề rộng. Vậy con hãy quỳ xuống đây cùng với ba lại tạ công dưỡng nuôi con trong 19 năm trời. Hơi thở con trong mười mấy năm nay, trong lúc ba bị an quan, miệng của ba dường như khóa chặt. Ba mới rời bỏ cô ngỡ rơi năm xương tàn tận ngoài cô. Hợp là tao mừng rồi. Bấy lâu chỉ sợ phong vũ bất kỳ. Tao trăm tuổi già, tao chết thì mọi việc nó hư hỏng hết. Ba mới vượt sông trùng dương để trở lại quê nhà. Ví như góc cổ thụ kia cằn cõi khô khan, muốn nảy ra vài chồi xanh mướt. Con ơi, bà đây đã vào lòng nhân đức, âm thầm dung phấn tươi nước để cho cơ tùy này.
Có lẽ vì lẽ đó mà bà mới không dám cho con biết đó con à. Thành, bây giờ nghe lời bác, cho đừng bận tâm suy nghĩ gì nữa cả. Ơn nghĩa bác không cần cháu trả, mà thù hận theo như bác thì cháu cứ thản nhiên. Cháu ơi, ông bà mình thường nói, hãy thiện ác đau đầu, trồng dứa thì không bao giờ hái đầu. Tiếng giọng côi côi sơ nhi bất lầu, kẻ nào cố tâm mãn mãi cháu trước kia. Nó nên làm một việc vô lương, lời pháp luật dẫu chưa dương, nhưng mà sự hình phạt của đấng thì thật là quyền diệu vô cùng. Ba, mười mấy năm quanh quẩn bên lũy tre nương rẫy, hẩm hiu ngày hai bữa cháo rau, với cuộc sống như ngựa trâu con đã thấy. Còn xưa, xưa cảnh ngộ gì mà cha mẹ phải lìa nhau? Kiếp sống cơ cực ngựa trâu là do hai tầng áp bức, bọn cường hào cai trị, bọn chủ điền bóc lột, cho nên người ta điền mới nghèo khổ khắc khe. Con ơi, bao nhiêu thảm cảnh bất công đều trút lên đầu người ta điền nghèo khổ. Bất công lắm. Bà ơi, thân phận của ba con giờ đây con mới rõ, vậy còn bao nhiêu ân tình khúc chiết xin bà với ba hãy thương mà nói cho con hiểu rõ đuôi đâu. Bắt đi rồi, mẹ của con có được yên ổn hay không? Mẹ của con sống chết như thế nào? Sống có được no ngon ấm áo? Hay là phải lao đao vất vả đầm bầy, chịu bao điều khổ sở chung bà ơi, bà nói cho con biết đi bà. Nhắc chuyện xưa lòng bà dường như xe lại, nói ra thì ai ngại, chứ còn sự thật mẹ con bây giờ. Bà ơi, mẹ con bây giờ sao hả bà? Mẹ con bây giờ không phải như lòng con nghĩ ngợi, mà trái lại, mẹ con đang hưởng mọi điều sung sướng cao sang. Thương là thương cho cha của con 19 năm tù tội, tương lai sẽ về đâu? Bà từ nay bà ở luôn ở đây với con nghe ba. Con sẽ đi cày thuê nè, cút mướn nè, để phụng dưỡng cho ba mãn đời luôn. Con làm ba cảm động quá. Ba, thôi, cháu mới về tới, làm việc gì cũng phải cân nhắc cho nó kỹ lưỡng nghe cháu. Dạ, cháu hiểu. Nè, để bác vô lo cơm nước, hai cha con bay lâu ngày mới gặp lại. Đừng có nhắc chuyện cũ buồn, mà phải nói chuyện gì cho nó vui. Nè, mày ở tù ngoài con đảo có gì vui đó mày kể cho con mày nghe đi. Dạ. Đúng rồi đó ba. Ba đừng có buồn nữa. Sức con mạnh như trâu vậy đó, việc gì nặng nhọc á ba làm không nổi, con sẽ làm thay thế cho ba hết á. Nhưng ba không ở lại được con à. Sao vậy ba? Tại ba vượt ngục. Hả? Ba vượt ngục? Sớm muộn gì á ba cũng bị mật thám nó truy tầm. Ba phải ở một nơi nào kín đáo hơn là ở đây. Luân con, ba muốn con đi theo ba ít lâu con à. Đi với ba hả ba?
Con à, hồi đó tới giờ con có được học hành gì không con? Con chỉ học ở nhà với má nuôi con. Chữ nho thì con biết nhiều, còn chữ quốc ngữ thì con biết đọc và biết viết nữa. Biết đọc và biết viết. À, ở trong nhà có giấy viết chứ con? Dạ có ba. Con lấy ra cho ba. Dạ. Dạ thưa ba, giấy viết nè ba. Nhà có bao thơ không con? Dạ, nhà không có. À, nhưng mà để con chạy ra quán mua nha ba. Ba, bao thơ nè ba. Con à, con có biết nhà ông Hội Đồng Thăng không con? Dạ, con biết. Con biết mặt hai vợ chồng Hội Đồng Thăng luôn chứ? Dạ, con rành hết cả hai người luôn. Vậy con nghe ba dặn đây, con đem bức thơ này trao tận tay bà Hội Đồng. Ba muốn dành riêng một mình bà đọc cái cảnh khổ ngày xưa của những lứa đôi nghèo mương ruộng, vì chủ đất nhiều tham vọng mà phải đành rẽ nghe tan đàn. Ngoài đảo quan đắng cay tủi nhục, ba quý không cúi đầu khuất phục, trở về đây một lòng đối phó với quyền thế của bọn cường hào. Ba, con đắn đo chưa hiểu lý do nào bà Hội Đồng có thân thích gì sao? Tốt hơn thì mình đừng có lui tới chỗ nhà giàu bà, họ ý có tiền rồi quen thôi làm cao. Con à, con đừng có nói như vậy không nên. Ba, con không đi đâu ba. Đừng có cãi ba nữa, nhớ làm theo lời của ba dặn. Rồi nay mai đó, ba sẽ cho con biết rõ thêm. Đi đi con, đi đi. Đi đi. Ba, theo con thấy thì... Con thấy không bằng ba thấy đâu. Đi đi con. Dạ. Ba, nhưng mà nếu... Đừng con. Dạ, dạ đi. Đóng bận vàng hết trơn á. Dặn mấy đứa nhỏ lấy tro chùi cho sáng mà không có đứa nào chịu làm. Nói thì nói là khó khăn mà không nói á. Má hú hồn hú vía. Má nhát quá hả? À, con đi đâu đây? Về thăm má chứ đi đâu. Còn chồng của con đâu? Dạ, nhà con đi làm rồi. Ủa, rồi ba con đâu rồi má? Đâu lên trên đám cũng định đâu trển á. Má, tối nay má đi coi hát không? Gì? Đi coi hát hả? Dạ. Nằm nay má có thấy con đi coi hát đâu. Sao bây giờ có chồng rồi lại đòi đi coi hát? Tại nhà con biểu con đi cúng tiền, mà con thì mắc cỡ, cho nên con mới rủ má đi đó. Tối nay má đi nghe má. Má không có quen lui tới chỗ đông người. Con đi đi. Lên trên đó rồi coi bà con lối xóm người ta làm sao, mình bắt chước y vậy cây đúng hả? Má thiệt khó tánh quá hà. Lâu lâu con mới rủ má đi mà má không có chịu đi. Đi với con đi mà. Lớn rồi, có chồng rồi còn nhõng nhẽo với má nữa hả? Có ai trong nhà không? Có ai trong nhà không? Ờ, đứa nào á, coi ai á, cho người ta vô đi con. Chó, chó. Mượt, mượt, mày chết nghe mượt. Vô đi. Vô không được. Chó nó liếc tôi kìa. Không có sao đâu, vô đi. Ủa, anh Lương.
Dạ thưa cô. Đi đâu đây? Bộ bữa nay không có đi câu hả? Dạ không cô à. Ủa, nói vậy con có quen biết với chú em đây à? Dạ thưa bà, mỗi lần con câu được cá lớn á, con đem bán cho cô, cho nên cô mới biết con á. Ờ, chú em ở gần đây không? Dạ, nhà ảnh ở chỗ nhà bà Hai Hương đó má. Bà Hai Hương trồng trầu đó. Ờ, vậy hả? Nói vậy chú em ở gần đây mà tôi không biết. Té ra tôi vô tình nói chú em đừng buồn tôi nghe. Bữa nay chú em qua đây có chuyện gì vậy? Dạ thưa bà, có ông nhà ông bà. Hả? Ổng đi lên đám Kỳ Yên rồi, chiều mới về. Bây giờ có chuyện gì chú em nói với tôi, rồi tôi về tôi nói lại với ổng được không? Dạ thưa bà, nếu không có ông ở nhà thì bà hãy thông thả mà coi kỹ bức thơ này. Ba con biểu là phải trao tận tay cho bà. Sau khi bà xem thơ xong á, bà trả lời gấp cho ba con. Dạ thưa bà con về. Dạ thưa cô tôi về. Nè 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 anh Luân nè, bữa nào anh câu được cá lớn á, đem lại tôi mua cho nghe. Dạ. Má, anh đưa thơ gì cho má vậy má? Ừ, má. Võ Minh Thành. Để con đọc cho má nghe. Bà hội đồng, tôi là Võ Minh Thành, đã lãnh án tù vì người ta ghép cho cái tội làm quốc sự, bị hàm quan. Lúc đầu tôi còn than trách cho tạo quá lá lai, nhưng lần hồi qua 19 năm gần gũi với các bạn tù làm quốc sự, tôi mới sáng ra nhiều lẽ mà trước đây phận nghèo hủ nho của tôi không tài nào hiểu được. Cảnh bất công giữa chủ điền và tá điền, cảnh lộng hành của bọn cường hào ác bá hiện đầy dậy khắp nơi, thôi thúc tôi vượt ngục trở về. Bà tính sao nếu đứa con trai mà ngày trước chồng bà định thủ tiêu, bịa đặt là nó bị kinh phong mà chết, hiện nay nó vẫn còn sống, nhưng sống nghèo nàn và dốt nát. Bà có còn nghĩ đến con và có muốn gặp con không, trước khi tôi mang nó đi xa? Đứa con mà lúc cấn thai bà chỉ đòi ăn toàn là me non, tên của nó là Võ Minh Luân, chính là cái thằng mang thơ lại cho bà đó. Ít hẳn cho bà rõ. Má, má, trong thơ nói gì con không hiểu được. Con tôi còn sống. Má nói gì lạ vậy? Con là con của má nè. Má, ai đã gửi thơ cho má? Ai đã gửi thơ cho má vậy má? Chồng của má. Chồng của má. Khi má nói dị dàng đau thương, má ngỡ trôi xuôi theo dòng nước chảy, chứ có ngờ đâu là chuyện ấy. Dần như lớp than hồng chồng.
bấy lâu nay mà không tiện nói ra, vì sợ con buồn. Má, nhưng hôm nay con đã lớn khôn rồi. Kim Anh, con bình tĩnh, con nghe má nói đi. Má có một đời chồng trước khi về, ăn ở với ba cùng má. Ôi người mẹ hiền hậu thuần lương, nửa đường gái tư lòng Võ Minh Thành. Chiều an quang lưu đài cũng đảo, má lội đảo vợ chồng rẽ lối sang ngang. Việc má chấp nối với ba con có gì là sai trái đâu. Nguyên vợ chồng má hồi đó rất nghèo khổ, là ta điền của ba con. Chồng má hiền lành, ngoài việc ruộng nương còn dạy chữ nho cho mấy đứa nhỏ ở trong xóm á. Bỗng có một hôm, lính và hương quản làng đến xếp nhà. Tại sao lại như vậy? Họ bắt gặp một cái súng. Một cây súng và một mớ giấy tờ truyền đơn. Má, sự thật như thế nào hả má? Sự thật như thế nào thì chồng của má cũng ở tù, gia sản bị tịch biên, gia đình ly tán. Một thân má trơ trọi, bước đường cùng, má phải đành chấp nối với ba con. Má, sao lúc đó anh Luân ở đâu hả má? Thằng Luân, nó nằm ở trong bụng má. Đến khi sanh nó ra, ba con buộc má phải mướn vú nuôi. Và ngày hôm sau ba con nói với má là nó đã bị kinh phong chết mất rồi. Chết rồi. Ba con bắt buộc má phải đem mướn vú nuôi. Và chính ba con lại bảo rằng anh Luân bị kinh phong mà chết mất. Trời ơi. Má ơi, má vừa nhắc qua chuyện cũ mà trước mắt con như mây đen dần vô tư bề. Chết tưởng đã vùi sâu trong quên làng, nay bỗng trở về sớm họp khiến cho con nửa mừng nửa lo sợ. Má ơi, con mừng cho má là đã tìm được đứa con tưởng nó súng đôi, con sợ là sợ cho gia đình mình sẽ lên cơn giông bão. Vì sự thật nào dù trước hay sau cũng sẽ được phơi bày. Mười mấy năm nay có ai hiểu được nỗi lòng của má đâu con. Má sống bên chồng mà lòng luôn tưởng nhớ tới một người chồng. Sống bên con mà lòng luôn khắc khoải nhớ tới một đứa con. Để đêm đêm giật mình tỉnh giấc giọt sầu pha giọt hận. Để nuôi cho
về, đang sống trong hoàn cảnh vô vàng khốn khó. Vậy má phải còn tính cách nào cho trọn vẹn nghĩa tình xưa. Vượt ngục, vượt ngục về. Trời ơi, rồi mảnh giỏi, rồi đau yếu, rồi làm sao? Rồi làm ăn sinh sống cách nào? Kim Anh ơi, lòng má rối tơi tơi giọt, mà má phải gặp thằng Luân mới được á con à. Phải rồi má, má nên đi gặp anh Luân đi má. Rồi má cũng phải kiếm cách nào á để cho nó sống chứ. Phải cho tiền nữa đặng nó mới sống được chứ em con. Đúng rồi má à, má tính mau mau đi, chứ trong thơ bác Thành nói là sẽ đem anh Luân đi xa đó. Hả? Đi xa? Nhưng mà cái việc gặp thằng Luân thì dễ rồi, còn tiền sao má? Má biết chạy đâu ra? Mười mấy năm nay má sống với ba con á, cũng giống như là người làm công không có ăn lương á. Mấy lúc cần tiền thắt ngạt như vậy, trong túi không có tới 100 á, đừng có nói chi tới mấy ngàn đồng bạc. Việc này gấp rút quá mà không tiện nói với ba con. Má ơi má, con có cách này nè má. Để con nói cho má nghe. Vậy trước tiên má hãy viết ngài một bức thư, nói rằng bấy lâu má chưa rõ ngọn ngành, từ hôm nay má hết lòng lo cho anh Luân, để anh không thiếu thốn bơ chứ. Còn về số tiền má đừng nên lo ngại, con sẽ gắn chu toàn, nỗi trong ba hôm nhất định sẽ có ngay để má đưa cho anh Luân. Con ơi, hiện giờ tâm trí má như điên, má vào viết đơn để con đi cho kịp, chứ để ba con về đây đổ bể ra nhiều chuyện má càng thêm bất tiện. Má vào viết thơ mau mau đi, con đợi má. Mau mau nghe má. Đừng có bao giờ nói rằng tao thua trong cái cuộc này. Ba, ba mới về ba. Tao uống cho tao mày biết. Không bao giờ. Ba ơi, ba ngồi đây nè ba. Bộ ba sai hả? Sai hồi nào? Không sai sao ba té? Tao té là tại vì tao đứng không vững. Chứ tao không bao giờ sai. Uống rượu mày sai cái gì? Đừng nói sai tao tự ái. Ba ơi, ba uống nước đi ba. Để ba. Nè, uống đi ba. Để đó ba. Dạ, ở trên đám cúng đình còn y xèo mà sao ba về chi sớm vậy ba? Cái gì y xèo? Ai y xèo? Y xèo là mấy thằng thanh niên, nó đứng sơ, nó đói meo rồi nó la lối y xèo. Chứ ba là người trên trước được mời được thỉnh mà, rượu thịt ăn tràn cuống họng, làm sao mà y xèo? Ủa? Thẳng đâu bà không thấy? Dạ, nhà con đi làm nên bảo con đi đó ba. Mình là người trên trước được mời được thỉnh đàng hoàng mà. Chồng con mất đi làm mà con đi thay, nghe không? Nè, sao lâu quá không về thăm ba? Dạ, con bận quá ba. Phải rồi, bữa đưa dâu khóc lên khóc xuống, đòi tự dẫn tới tự dẫn lui. Tới chừng về bệnh ngon canh ngọt cơm quên phức già này. Ba này. Nói vậy thôi, chứ ba lúc nào cũng thương con. Ba đang ngồi uống rượu, ba chợt nhớ là cái chìa khóa tủ sắt không biết bỏ đâu, nên ba về ba kiếm. Thôi, để ba vô trong ba kiếm cái chìa khóa, rồi ba rửa mặt rồi ba còn lên trên. Ba. Đừng nghĩ là tao thôi. Ba. Không bao giờ. Con nhỏ này bữa nay nó báo động cho má nó cái gì? Má ơi ba vô, má ơi ba vô. Thôi chết rồi, cái chìa khóa tủ sắt của tôi chết rồi. Má ơi, má ơi má. Má nghe rồi, má nghe rồi. Sao? Má,
Rồi chưa? Má viết rồi chưa? Rồi. Còn cái thơ hồi nãy đâu? Con nói cái thơ nào? Cái thơ của bác Thành đó má. Lẹ lẹ đi má ơi, ổng ra tới bây giờ. Mau mau đi má, đừng có run mà. Trời ơi, má run làm con cũng run theo luôn à. Rồi, đây nè con. Rồi, vậy bây giờ con về nghe. Con đó nè, mày thấy không? Tao biết má mày đưa tiền cho mày à, không có, không phải tiền đâu mà. Mày đưa cái bóp của mày cho tao coi. Không có phải tiền bạc gì đâu mà, ba nghi ngờ không à. Đưa cái bóp à, khoan, để con nói cái cho bóp. Không được, để con nói cho ba nghe nè. Tao nói cái bóp. Lịch sự Âu Tây không được phép lục xếp bóp đầm. Dạ thưa ba con về. Cái dạ bóp. Thưa má con về. Cái bóp. Dạ thưa ba con về. Cái bóp. Nhưng mà lịch sự Âu Tây không được phép lục xếp bóp đầm. Ra ngoài đây là nhà của tao. Kim Anh, trở lại cho tao xem. Kim Anh. Thôi, nó đi mất rồi. Lớn đầu mà bị nít gạt. Bà dạy con bà vậy đó hả? Bà nghe nó trai treo với tôi không? Nó nói tôi không lịch sự. Bà đưa cái chìa khóa cho tôi. Mới tức thì bà lấy cái chìa khóa, bà mở tủ sắt của tôi, bà ăn cắp tiền của tôi, bà đưa cho nó, đưa cái chìa khóa cho tôi. Bà nghe không? Bởi gì? À, nằm đây mà nó không lên tiếng làm tôi hết hồn. Phải kỹ lưỡng vậy mới được. Không kỹ lưỡng bà bòn rút của tôi hết. Hôm qua đi chợ về còn dư ba cắc đâu chưa đưa tôi. Tôi để trên bàn làm việc của ông. Tại sao để trên bàn mà không đưa tận tay tôi? Chờ tôi quên rồi bỏ tôi riêng về. Một xu tôi cũng nhớ nghe bà. Sáng đi chợ mua gì, chiều mua gì, tôi ghi sổ hết. Đi vô trong lấy cái bà toan cho tôi. Lấy cái bà toan. Làm gì nhìn tôi dữ vậy? Bà có biết là tôi ghét bà không? Tôi giận bà. Tôi thù bà. Đi lấy cái bà to. Rồi lấy lộn. Tôi không thích ở trong nhà này. Tối ngày không ai nói nhau tiếng nào. Làm sao tôi chịu nổi. Đưa hai tay đàng hoàng à. Từ ngày bà bước chân vô cái nhà này, tôi chưa bao giờ thấy bà nở với tôi một nụ cười. Gương mặt lúc nào cũng trầm tư. Ô uất, nặng nề, âm trì địa ngục. 19-20 năm rồi bà chờ đợi cái gì? Còn cái gì bà chờ đợi? Xương cha nó không một cái đường nói tới xương con. Trời ơi, tức quá để thank you.
chơi hát có mấy bữa coi bộ nhiễm rồi hả? Nè, một lát nữa thầy thức dậy rửa mặt thay quần áo xong, em pha cà phê cho thầy uống nha. Rồi rót nước sôi vô phin cà phê, sữa cô để sẵn ở trong ly rồi đó. Rồi em lấy thêm một cái tô nữa, chế thêm nước sôi vào rộng cái ly cho thiệt là nóng, sữa nó chín thì cà phê mới ngon. Dạ. À, rộng cái tô trong cái ly. Ấy ấy, à, rộng cái ly trong cái tô. À, cho sữa nó chín. À, rồi sữa nó chín à, cà phê nó mới ngon. Rồi, em con nhớ trơn rồi. Nè nè nè, thầy có hỏi cô á thì em nói là cô qua bà có chút việc nha. À, cô đi qua bà hả? Ừ. Ê, chừng nào có về? Chút nữa về. Vậy hả? Dạ. Hả? Có ai ở nhà không? Ai hả? Cho hỏi thăm chút coi. À, chèm ao. Ủa, chào em, chào em. Em vô nói với cô chủ là có tôi tới đây nè. Tôi ai hả? Thì tôi là tôi á. Cha vô duyên không? Sao vô duyên? Đi không rồi sáng sáng nó đứng ngoài cửa cái ló cái mặt vô cái em cái hỏi nho nhỏ cô là ai? Bộ gió thằng cha này sẽ thấy hoài nghi quá. Thôi vào đây. Vào đây nè, ngồi đây đi. Tôi vào báo lại để thầy tôi thức dậy ra tiếp ông tước thì khỏi chờ lâu lắm gì. Ê, ấy khoan đã, ấy này em ơi, đừng có tính báo hại tôi. Vì cô mời tôi đến gặp riêng. Tôi là thợ bạc, chỉ có bà mới đặt cà ráng dây chuyền. Gặp thầy chỉ thêm phiền. Ồ, làm cà ráng dây chuyền á hả? Ừ. Hèn chi thợ bạc hả? Thợ bạc á. Ồ, làm cái ráng dây chuyền á hả? Chứ sao. Trời ơi, nói thiệt với em nha, cô chủ biểu tôi tới đây đó. Có hẹn với cô tôi hả? Có chứ. À, thôi về đi. Gì kỳ á? Mai hãy tới. Sao vậy? Sáng mai hãy tới. Rồi cô có nói đi đâu không? Cô tôi đi rồi, mà nói trưa hoặc là chiều tối về mới về lận. Chiều tối mới về. Mà chừng nào cô về? Vô duyên không? Người ta nói trưa hay chiều mới về, hỏi hoài. Thì tôi hỏi thiệt mà em cứ ngoắc ngoéo hoài. Không ơi, đi đi ông ơi. Sáng mai á, sáng mai rồi lại đây. Đi đi. Gì vậy? Tự nhiên cười vô duyên nè. Em gì á? Từ lúc tôi vào tới đây nha, tôi thấy em trắng trẻo có duyên. Em quỷ sứ. Trời ơi, làm như 80 năm mới có người khen ẹo dữ. Biểu gì á? Em ơi, gì á? Dường như là tôi bị sợi tơ hồng nó trói buộc. Trời ơi, gì có cái sợi tơ hồng trong đó nữa cha. Em ơi, gì á? Tụi mà đi đi mà. Đừng quát ngoeo hoàng ngoeo. Ứng anh thợ bạc thì vàng đeo đầy mình, chịu không? Trời vậy hả? Ứng thợ bạc rồi có... Có vàng đeo liền hả? Vậy hả? Vàng này là của người ta. Thôi thôi đi, đừng có gạt tôi ông ơi. Tôi biết hết trơn rồi. Biết gì? Thôi đi. Đeo vàng lá như đeo gông vào khừng cổ. Gông đeo rồi biết gỡ sao ra. Trời ơi, đâm hơi tự nhiên vậy. Gông đeo rồi bụng nở phình ra. Cái gì quá vậy? Anh về lót ồ cất nhà cưới. Thôi 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 thôi, đi ra đi. Anh nói thiệt mà, đuổi hoài. Nè nè, thích đi coi hát không? Hả? Tối nay anh dẫn đi coi hát, chịu không? Coi hát hả? Ừ. Trời ơi, thích lắm á. Thiệt dạ. Không cha? Thiệt mà. Đừng nói giỡn rồi, tôi ra thở thấy mồ tôi luôn á. Tối nay chẳng những dẫn đi coi hát mà còn dẫn uống nước nữa. Trời, uống nước nữa hả? Ừ. Ừ, vậy đi. Ừ, Thiên, nắm tay chút coi. Nắm tay chút coi. Lẹ bị. Dạ. Ai vậy bị? Dạ,
Dạ thưa thầy. Dạ thợ. Thợ gì? Dạ thợ bạc. Thợ bạc hả? Dạ. Chào chú. Dạ chào thầy. Mặt mày chú thợ bạc này trông cũng bảnh trai quá chứ. Vậy mà sao chú dê gái xuồng xả quá vậy? Mời chú ngồi. Dạ cảm ơn thầy. Dạ em vui miệng lớn tiếng. Dạ làm thầy thức giấc. Dạ xin lỗi thầy. Không có chi. Tôi thức dậy từ sớm, trước cái lúc chú đang lấp ló thập thò ngoài cửa ngõ kìa. Dạ chắc là thầy dậy sớm để tập thể thao cho nó khỏe phải không thầy? Còn chú, sáng sớm tới đây có chuyện gì vậy? Dạ em tới đây. Dạ em nói thiệt với thầy. Dạ chẳng giấu gì thầy là cô chủ bảo em tới đây gặp riêng. Dạ chứ không phải em dám tới đây để gặp riêng đâu ạ. Gặp riêng à? Dạ. Vợ tôi muốn gặp riêng chú à? Dạ thưa thầy, gặp riêng là để Bảy à? Dạ. Mày chạy ra ngoài tiệm mua cho thầy gói thuốc nha. Dạ thưa thầy, dạ thuốc gì á? Thì cô Tát chứ thuốc gì. Dạ cô Tát. Đi. Dạ đi. Nè, ở chơi đợi chút mua thuốc về nha. Tối đi coi hát. Ừ, đồng ý chứ. Mời chú ngồi. Dạ cảm ơn thầy. Chú đến gặp vợ tôi có chuyện gì không vậy? Dạ thưa thầy là để trao các món đồ nữ trang này nè thầy. Đồ nữ trang à? Dạ. Vậy mà nãy giờ chú không nói cho sớm. Đưa cho tôi. Dạ đây. Vậy mà chú khéo làm bộ làm tịch hoài à. Hồi nãy giờ á, tôi tưởng là đồ nữ trang quý lắm, chạm trổ tuyệt vời. Vợ tôi mới mua sắm là để đeo cho hợp thời. Đeo vào sang ra, trăng thêm nước da như là một đóa hoa. Khiến tôi phải khâm phục tay nghề thợ bạc. Chứ những thứ này đây có gì đâu là hay. Dạ, tại thầy chưa tin tưởng nghề nghiệp của em đó thôi. Dạ, em nói thiệt với thầy nha. Cái nghề thợ bạc của em, toàn thị trấn này là em trùm hết trơn đó nghe thầy. Khỏi cần quảng cáo nhiều. Giỏi hay dở gì là tôi biết hết đó. Ở trong hộp này đựng toàn là đồ nữ trang đã cũ tôi sắm lâu rồi. Nó có hư chút đỉnh thì chú cũng đã sửa rồi. Như vậy là tốt thôi. Vợ tôi có nói là chú cứ giao lại cho tôi. Chú tính bao nhiêu bạc luôn cả đồ lặt vặt. Tôi sẽ trả cho xong chú chờ đợi mất công. Và nếu như em có giấu ngay cả đến thầy cũng không có rõ thấu các món đồ này. Nghề nghiệp của em nhiều lúc rất vui mà lắm khi cũng xui. Muốn không có bậy bạ nhưng rồi cũng phải mà. Thầy nhìn kỹ lại coi đồ giả thầy ơi. Cái gì? Chú nói sao? Nữ trang tôi sắm cho vợ tôi mà chú cho là đồ giả hả? Dạ. Nè, chú đừng có quên tôi là ai nha. Dạ thưa thầy. Dạ em biết mà em biết. Dạ thưa thầy. Dạ đồ này là em mới mạ lại. Dạ toàn là đồ giả không đó thầy à. Chú nói thật à? Dạ thật. Đồ chú mạ. Dạ mạ. Đó. Thầy coi đây nè. Giống y chang các món đồ của cô hồi trước không thầy? Giống. Dạ. Giống lắm. Dạ giống. Chú khéo lắm á. Dạ cảm ơn thầy. Mà chú thợ bạc à? Dạ. Vậy chứ nữ trang thật của vợ tôi đâu rồi? Dạ cầm rồi. Ai biểu chú cầm? Dạ cô biểu cầm. Dạ em cầm. Nhưng mà chú cầm bao nhiêu vậy? Dạ có 2,200. 2,200 à? Dạ. Dạ thưa thầy đây. Dạ có biên nhận đàng hoàng. Dạ biên nhận đây nè thầy. Dạ đây biên nhận. Dạ thầy an tâm đi, an tâm. Dạ tiệm của em là tiệm lớn mà thầy. Dạ tiệm có ba tăng đàng hoàng. Trời ơi có bản hiệu trình tòa nữa. Tiệm lớn làm ăn đứng đắn đàng hoàng lắm. Không có sao đâu thầy, yên tâm đi thầy. Cảm ơn chú. Nhà tôi cần gấp một số tiền. Tin cậy lắm mới nhờ chú giúp giùm đó. Dạ chắc vậy đó thầy. Chú thợ bạc nè. Dạ. Chắc có lẽ nhà tôi cũng có dặn chú là chú phải kín miệng phải không? Dạ đúng rồi.
chú đừng có tiết lộ việc này cho ai biết chứ gì. Dạ đúng rồi, dạ cô dặn kỹ lắm, cái việc này là không có cho ai biết hết trơn á. Vậy sao nãy giờ chú xì ra cho tôi biết vậy? Dạ hả? Rồi cứng họng. Dạ thưa thầy, dạ tại em nghĩ thầy là chồng của cô thì có lý nào cô lại giấu cả thầy. Dạ nghĩ vậy, em nghĩ vậy. Chú giỏi lắm đó. Dạ cảm ơn. Chú lanh lợi lắm. Dạ. Nhưng mà chú thợ bạc à? Dạ sao? Tiếc quá. Dạ sao thầy? Chú đến sớm quá. Ủa? Dạ đâu có sớm thầy. Dạ đúng giờ á, cô dặn là tới đúng giờ liền. Dạ không ấy hay là sẵn có thầy đây, em gửi các món đồ này lại cho cô luôn đi thầy. Thôi, việc riêng của vợ tôi. Chú thợ bạc nè. Dạ. Hay là bây giờ đó, chú chạy ra ngoài tiệm kiếm cái gì ăn uống đi nha. Lát nữa vào đưa cho vợ tôi ha. Dạ nhưng mà đây ra tiệm. Nè, tôi thưởng tiền cho chú vì cái tài mà chuyên môn làm đồ giả của chú đó. Dạ cái này thưởng. Dạ thầy cảm ơn thầy, thầy tử tế quá. Khoan đã. Dạ. Chú thợ bạc, chú nhớ nghe tôi dặn nghe. Dạ. Lát nữa chú vào nếu mà có gặp riêng vợ tôi á, nếu vợ tôi có hỏi là chú tới đây có gặp tôi không thì chú cứ nói là... Dạ thưa, nói là gặp thầy rồi thầy thưởng tiền, thầy thưởng nhiều lắm. Ra kiếm nên mới khen chú lanh lợi, chú giỏi đây nè, sao tự nhiên cái ngu vậy? Chú phải nói là không gặp tôi chứ tại sao nói gặp. Mà bất cứ ai hỏi chú cũng đều phải nói y như vậy, nghe chưa? Dạ. Thôi lanh lợi giùm chút đi. Dạ cảm ơn thầy. Đi. Dạ em đi. Thầy ơi, đi về hả? Ừ về. Mai mốt ghé chợ nha. Ừ. Đầu quỷ sứ. Trời ơi. Dạ thưa thầy thuốc. Tao tưởng mày chết luôn ngoài tiệm rồi chứ. Mỗi lần xe đến là phải nhớ lanh lẹ nghe chưa. Dạ. Coi kìa, động đa động đánh không à. Ra sao đi. Dạ đi. Bảy. Dạ. Cô của mày hàng ngày ở nhà. Thôi ra sao đi. Dạ đi. Bảy. Dạ. Ba mày. Thôi vô đi. Sao còn đứng đó? Dạ. Bảy. Dạ. Cô về có hỏi nói hôm nay thì đi làm sớm nghe. Dạ, em mấy cà phê rồi kìa. Cái gì? Em mấy cà phê rồi. Ai biểu mày pha? Cô biểu. Em pha một tô trọng á. Pha một tô thì mày uống đi. Hôm nay tao đi làm sớm không uống cà phê đâu. Dạ, thầy đi à. Tự nhiên bắt người ta uống cà phê à. Trời ơi, trong cái nhà này mình khổ ghê lắm. Ủa Bảy, sao thầy không uống cà phê vậy? Thầy nói thầy đi làm sớm, thầy không có uống cà phê. Em pha một tô trong kia kìa. Trời đất ơi, mày pha một tô rồi làm sao ông uống? Cô kêu con. Trời ơi, kêu để trong cái ly chứ pha một tô làm chi? Sớt ra trong cái tô đó. Thầy kêu em uống đi, em đâu có biết uống cà phê đâu. Rồi sao mày khóc vậy? Để chửi chứ sao? Tao chửi. Chửi từ sáng sớm tới giờ luôn á. Đâu, chửi sao đâu? Hồi sáng thầy kêu ai đi mua thuốc cô Tám đi. Đưa tiền cho con. Cái con đi mua thuốc cô Tám con đem về. Cái ông nói mày đi đâu á? Tao tưởng mày chết luôn á, mày chở ra chứ. Mày đi đâu phải cái gì lẹ nghe chứ. Cái xong cái em dạ cái em đi vô. Em vừa đi vô cái em kêu Bảy à. Em dạ cái em chạy ra. Cái ông hỏi cô mày thường ngày đi vô đi. Cái em đi vô. Em vô cái em kêu Bảy à. Cái em dạ cái em trở ra. Cái ông chửi ba mày à. Em nói thiệt với cô à, hồi đó tới giờ đâu có ai chửi ông bà cha mẹ em đâu. Bây giờ em sống trong cái cảnh mà em bị chửi như vậy em khổ lắm. Cô cho em nghỉ nha. Thôi đừng có giận nữa mà. Cô biết rồi, chắc là tại sáng nay cô không có pha cà phê cho thầy uống nên thầy giận đó. Thầy giận cô rồi thầy la em đó.
Trời ơi, sao kỳ vậy? Sao giận cô la em? Thì không có cô la em cho đỡ vậy mà. Trời ơi, vậy chết sướng hơn à. Thôi thôi thôi, cô nói cho em nghe nè. Em đừng có buồn nữa. Rồi, cho em nghỉ em đi về đây. Thôi mà, đừng có giận nữa. Bây giờ bữa nay cô cho em về nhà chơi đó, chiều lên hen. Thôi, cho em sáng lên đi. Thôi mà, không có ai làm việc ở trong nhà hết à. Tối nay em còn đi coi hát nữa. Vậy sáng lên sớm hay chưa? Dạ dạ, sáng em lên sớm. Dạ. Nè. Vậy nè, tối nay coi hát nha. Tối nay hả? Ừ rồi. Tôi chờ mà không ra tôi chữ á. Tôi con đi con. Nhớ chờ nghe. Ừ. Chắc chết quá. Dạ, dạ chào cô chủ. Dạ, mời ông chủ ngồi. Dạ, cảm ơn cô chủ. Từ nãy giờ ông chủ lại đây mà có gặp nhà của tôi không? Dạ, không có gặp ai hết. Dạ, mới gặp cô lần đầu đó. Trời ơi, vậy mà tôi phập phòng không có yên hả? Dạ, thưa cô. Dạ, cô coi đây. Trời ơi, cô biết không, tôi thức suốt ngày, suốt đêm đó nghe cô. Trời ơi, nói thiệt với cô à, gặp mấy cái thằng thở khác là sức mấy nó làm được như vậy. À, trời ơi, giống quá. Ông chủ ơi, đẹp lắm. Cái đồ này tiền công ông chủ tính bao nhiêu? Dạ, thưa cô, dạ tiền công là 200. Dạ nếu tính ra đâu có mắc đâu phải không cô? Trời ơi, nói thiệt với cô nha, mai là cô gặp tôi đó. Chứ nếu mà cô gặp mấy cái thằng đập đổ hả, là nó còn mắc hơn nhiều nữa đó cô à. Còn tất cả số nữ trang của tôi, ông chủ cầm được bao nhiêu? Dạ thưa cô, dạ tôi cầm được 2,200. Dạ 200 thì tôi lấy rồi. Dạ còn đây, dạ đưa cô gửi cô cái biên nhận. Dạ đó cô xem đi, giấy tờ ghi rõ đó. Còn 2,000 giấy tờ biên nhận đây, dạ em xin gửi cô. Tôi cảm ơn ông chủ nhiều lắm. Mà ông chủ làm ơn giấu kín giùm tôi cái chuyện này nha, đừng có nói cho ai biết hết nha. Trời ơi, tưởng chuyện gì. Cô yên tâm đi, trời ơi, chuyện này là bảo đảm. Trời ơi, nói thiệt với cô nha. Trời mà cãi răng tôi cũng không có nói nữa. Dạ yên tâm đi. Dạ dạ thôi, dạ chào cô, tôi về. Cô. Dạ cô ơi, nếu mà mai mốt mà có mấy cái vụ mà làm ăn như vậy nè, cô nhớ cô đừng có quên tôi nghe cô. Dạ dạ dạ. Dạ dạ chào cô. Dạ chào bà hội đồng. Con ơi, xong hết chưa con? Xong hết rồi má. Má làm khổ con phải không con? Không sao đâu má. Con ít khi đeo, mà nhà con cũng chẳng để ý đến. Má đừng có lo. Nhưng mà má cũng phải có cách nào đó để chuộc lại sớm cho con. Chứ nếu để chồng con hay được thì nó không có tốt đâu con. Không sao đâu má. Má à, tiền nè má, được 2,000. Con cất giùm má đi. Thì má cất đi, rồi một lát nữa anh Luân tới má đưa cho ảnh. Má à, hôm bữa đưa thơ cho má đó, sau đó con có gặp ảnh. Con tính như vậy nè, con tính mỗi ngày chồng con đi làm vắng, hẹn ảnh tới gặp má là tiện nhất đó. Má trông gặp nó, má hồi hộp quá con. Má à, vậy má vô phòng con má nằm nghỉ đi. Khi nào anh Luân tới con sẽ gọi má. Ủa, anh Luân. Dạ thưa cô, ba tôi đã xem thơ xong, cho phép tôi sáng nay tới để gặp cô. Mà lạ thiệt, mỗi khi tôi đem cá bán cho cô, tôi tỉnh bơ như thường à. Bữa nay sao trong bụng tôi nó phập phồng hoài à. Phải về sáng tôi giá cái cần câu, cái đục cá tôi ra ruộng cho rồi. Luân, mẹ.
thận mà lắm phải không Luân? Má, con đâu dám hờn trách má đâu. Chỉ mới đây thôi à. Từ hôm ba con về, con mới hiểu rõ một đôi điều. Con hỏi thăm má, con xin phép ba cho con đến đây để con gặp má. Mặc dù má không nhìn con cũng muốn gặp má một lần mà. Tại sao má không nhìn con? Tại sao má không nhìn con? Lúc ơi, con nên gặp rửa của má bà lần ơi. Chỉ vì mười mấy năm nay má cứ ngỡ là thân con. Xưa đã mất dạng hình rồi, chứ bây giờ chuyện cũ được phanh phui. Thấy mắt con má ngậm ngùi. Ôi bất ngờ tao quá khiến xui. Con trẻ tưởng đã sống mấy đôi, vẫn sống sớm nên người. Cho ấm lòng già đơn côi. Khi măng non đã nảy lên rồi, ngày qua ngày cứ lớn lên thôi. Dẫu mưa gió tôi bời, dẫu một mình chớ vơ. Dạ. Không phải bây giờ có con má nói để cho con vui đâu. Nhưng mà nếu má hay biết chuyện này sớm á, thì con đâu có ra nông nỗi này vậy Luân. Má à, tại má không biết đó thôi. Chứ ở xóm này à, mấy đứa bạn của con nó còn tệ hơn con nữa đó má. Mấy đứa nó khác. Con khác con à. Khác gì đâu má. Cha mẹ của nó làm lụng suốt cả ngày mà không đủ gạo ăn, cho nên nó mới lâm vào cảnh y như con vậy nè má. Bây giờ con có má rồi, má sẽ lo cho con. Má tính vậy nè Luân. Má cho con một số tiền, con mang về rồi hai cho con kiếm cách gì tìm phương sinh sống nha con. Má. Nè anh, tiền của má cho đó, anh nhận đi. Rồi anh dành thì giờ để lo học hành, hoặc tính cái chuyện mua bán gì khác hơn. Má ơi, ba con biểu tới đây gặp má thôi à, còn tiền con không có dám nhận đâu má. Con với ba con chặt lòng chặt dạ, má không yên tâm. Niềm đau cũ chưa vơi mà nỗi lo mới còn nặng nề chồng chất. Cái tin ba con vượt ngục trở về, má tuổi tuổi mừng mừng đến lệ rơi. Thân má, cái chuyện con còn sống sót Luân ơi, má nghe lòng đảo nhói như con vết dao đào sướt máu trong tim. Thương cho ba con phải nuốt tham ngâm sầu, chịu đòn roi ác nghiệt chung lao lung. Tuổi già sức yếu, trở về quê những tương sẽ trọn vẹn câu thề, cho bỏ những ngày phu thê cách biệt. Nhưng ai có ngờ đâu, màn trăng xưa bụi hoa khói vàng, thêm rêu.
thích chẳng còn ai cứu ma khối tình mà ngày tháng đã đổi thay. Ma ơi, từ lúc bạc tâm nợ duyên tan ràng, ngày ấy ba con tóc hải còn xanh, sau 19 năm nghiệt ngã nay trở về đây thì tóc đã phai màu. Bao nhiêu nắng mưa sương gió dài dầu khiến cho tâm thân già trơ trọi như gốc cổ thụ lâu ngày cằn cỗi với quê hương. Tuy gốc cổ thụ già cằn cỗi không sắc không hương, vẫn mơ ước nảy lên những chồi non xanh. Gặp ma đây là con thứ đi một bước để xem lòng chung thủy ba má ra sao hồi thuở trước. Sự thật nào nó cũng là sự thật con à, cho dù người ta cố tình che đậy nó, nhưng dù đến một lúc nào khi sự thật được phơi bày ra ánh sáng thì những người trong cuộc sẽ phải cười đau khóc hận. Ma ơi, tình mẫu tử thiên liên cao quý, ma đã chịu nhiều khổ lụy lúc mang thai cho đến khi khai hoa nở nhụy sanh thành. Đàn ông đi biển cô đôi, thân ma giữa biển mồ côi một mình. Ma không bảo vệ nổi đứa con riêng, đó cũng là một sự tất nhiên không tài nào tránh khỏi. Còn với ba con trước những bất công ngoài xã hội, 19 năm đâu phải là ít đôi ngắn ngủi. Ba con về đây là nhắm vào bọn người gây nên tội, chớ không nhầm vào những lầm lỗi riêng tư. Anh nói anh thương má, sao anh không hiểu được nỗi khổ của má? Anh không nhận tiền để cho má được yên tâm đi. Tôi đã nói rồi, tôi không dám nhận đâu. Hay là anh cứ cầm về rồi năn nỉ cho bác Thành nhận. Thật má vô cùng khó xử, lưng ơi đây chỉ là số tiền nhỏ mòn, nhưng nó là tất cả chân tình của một người vợ. Muốn chia sớm với chồng giữa lúc còn khốn khó lông đông, không phải má ý có tiền ném ra để che miệng lưỡi của bà con lối xóm, hay mà dùng cái đồng tiền này để mong gột rửa bớt những lỗi lầm nhân như. Nhưng Luân ơi, có thức khuya mới biết đêm dài, có ở trong cảnh mới hiểu được tâm sự của người trong cảnh. Dì vàng yêu lẽ bao năm liền ngạm anh, hiện tại đang rối mù như giò tơ gút chặt. Con ơi, nhàn lạc bay kêu sương thảm tiếc, người lỡ bước chân là trọn kiếp thương sâu. Má đã hết lời, thôi anh nhận tiền để cho má được yên đi. Cô trách thì tôi chịu, chứ tôi không dám nhận đâu. Má có viết sẵn cho ba con một cái thơ, bây giờ con cầm tiền rồi cầm lá thơ đem về cho ba con, chắc có lẽ ba con không có nỡ từ chối đâu. Con đợi má ăn chút nghe. Anh ngồi chơi chờ má ăn chút. Ủa, sao anh có vẻ sốt ruột vậy? Tôi thấy mặt trời lên cao, tôi sợ ba tôi ở nhà chờ. Không có sao đâu, còn sớm mà. Đây nè con, tiền nè, thơ nè,
con đem về cho ba con giùm má nghe Luân. Má à, con... Luân, lần này mà con cãi má nữa, má cắn lưỡi má chết cho vừa bụng con. Má, anh Luân, bộ anh không thương má sao? Anh thương má, mà anh cũng thương ba nữa. Má à, hay là thôi để con cầm lá thơ này về con đưa cho ba con. Còn tiền con gửi lại cho cô Kim Anh nghe má. Sao anh không cầm luôn một lượt? Để tôi về tôi hỏi lại ba tôi, chừng nào ba tôi chịu nhận rồi tôi trở lại đây tôi gặp cô. Tiền này cô, thưa cô tôi về. Thưa má, con về. Lần con, bộ con còn có một bộ đồ này sao Luân? Dạ con còn cái quần cục nữa má. Giờ này còn sớm hả con? Dạ còn sớm má. Hai đứa đợi má giúp nha. Má đi đâu vậy má? Má, má đi đâu? Má đi chợ mua ít thuốc giải cho nó. Hai đứa kiếm chuyện gì nói cho vui đi con. Má, anh hai Luân. Cô kêu tôi hả? Em kêu anh đó. Bộ anh không nghe hả? Tôi đâu phải tên Hai, tôi tên Luân mà. Em tính vậy nè, em tính anh lớn, anh thứ hai, còn em kế là thứ ba. Từ nay anh đừng có kêu cô gì với em hết á. Anh cứ gọi thẳng em là Kim Anh hay là em ba cũng được. Dạ. Anh em ở trong nhà nói chuyện với nhau sao lại dạ? Anh cứ tự nhiên đi. Dạ. Trời đất, em quên nữa. Từ nãy giờ gặp anh mà em quên mất đi. Mời anh hai ngồi. Ngồi đi anh hai. Dạ. Cô cũng ngồi đi. Anh hai à, anh hai ngồi đây nghe. Em vô em pha cà phê cho anh uống ha. Dạ thôi, tôi không biết uống cà phê đâu. Để em pha cho anh uống mà. Anh uống cà phê đen hay cà phê sữa? Dạ thôi, sữa để anh nít nó uống. Tôi lớn rồi uống sữa làm chi? Tăng cười chết. Cô múc cho tôi một tô nước mưa được rồi. Nè nè, em pha cà phê sữa cho anh uống đó. Uống đi anh hai. Tôi lớn vậy mà tôi uống sữa ta cười tôi chết. Không có ai cười đâu mà. Uống đi, để nó nguội nó không ngon đâu. Uống đi anh. Thôi, tôi nói cho cô nghe. Mỗi lần tôi khát tôi ra ruộng tôi uống nước ruộng. Hãy về nhà tôi khát tôi uống nước mưa. Tôi ghét nhất là mấy cái thứ cơm nóng nè, canh nóng nè, nước nóng nữa nè, mấy thứ đó. Chờ đợi lâu tôi ghét lắm. Uống đi anh hai. Uống đi để nguội không có ngon. Uống đi. Dạ. Dạ. Uống nha. Anh hai ơi, anh có sao không anh hai? Bảy ơi, anh hai ơi, có sao không vậy? Ngọt quá. Trời ơi, làm em hết hồn hết vía hả? Sao ngọt quá vậy? Thì sữa mới ngọt. Hơi đắng đắng nè. Tại cà phê. Trời ơi, anh làm em hết hồn hả? Ủa? Sao anh cười hoài vậy? Thì nãy má đi má dặn á, ở nhà mình phải vui á. Thì vui, anh nói chuyện này chuyện nọ mới vui. Chứ sao anh ngồi anh cười hoài vậy? Cười mới vui chứ. Anh kể chuyện đi. Kể chuyện này chuyện kia mới vui chứ. Tôi đâu biết gì được kể. Tối ngày tôi cứ ra ruộng câu cá, giữ trâu lùa trâu không à. Đâu có gì vui đâu kể. Ủa cô á, cô mới có nhiều chuyện vui á. Không may cô kể cho tôi nghe đi. Em cũng đâu có chuyện gì đâu mà vui. Hồi nhỏ ở trong nhà không hà, lớn rồi có chồng cũng ở trong nhà không hả? Ừ,
Vậy chắc cô có chồng, chắc có nhiều chuyện vui lắm á. Ông ơi, cô kể chuyện chồng của cô cho tôi nghe đi. Đâu có chuyện gì đâu mà vui. Anh á, anh ở ngoài ruộng nhiều chuyện vui lắm à. Anh kể cho em nghe đi. Anh kể cho em nghe cái bữa mà anh ngồi dưới đìa anh câu cá với mấy người bạn anh đó. Em đi ngang, cái em nghe anh hát với mấy người bạn, anh vỗ tay đó. Ha, cái bữa đó cô chạy xe ngang qua một cái dù ấy gì. Trời đó ơi, xình văn mặt tôi tùm lum tùm la hết trơn. Bữa đó tôi hát với mấy thằng bạn của tôi. Đứa hát đứa lùa trâu, đứa hát với trâu vô chuồng nghe mà. Vậy bây giờ anh hát cho em nghe đi. Giờ tôi hát cho cô nghe hả? Dạ. Để tôi hát cô nghe ha. Bà cô ơi, tôi hát rồi ai đâu làm trâu. Không có trâu sao tôi hát được. Không ấy, tôi hát cô làm trâu đi. Ý trời đất ơi, đâu có được. Em đâu có biết làm trâu. Vậy không biết làm trâu hả? Thôi vậy tôi hát hát không cho cô ba nghe ha. Dạ, anh hát đi. Tôi hát ha. Hát dở đừng chê nha. Hát ha. Hát đi. Dí dầu, dí dầu, dí dầu, dí qua, dí lại, dí trâu vô chuồng. Vô chuồng rồi, trâu giận trâu cỡ ra rồi, ta lại dí trâu vô chuồng. Vô chuồng rồi, trâu giận trâu cỡ ra rồi, ta lại dí, dí. Ủa? Sao cô mới kêu tôi hát cho cô vui mà sao mặt của cô ba buồn so vậy cô ba? Em vui lắm anh hai. Bữa nay em vui lắm. Em vui vì em đã có một người anh. Tôi cũng vui nữa nè. Vì hôm nay tôi đã gặp được mẹ và em. Mà cô ba nè, tiền ở đâu mà em có nhiều dữ vậy? Anh hai, thôi, anh đừng có hỏi. Em nói không được đâu. Hả? Em khổ lắm anh hai à. Kim Anh à, có chuyện gì mà em cứ nói không được? Em nói cho anh biết đi Kim Anh. Anh hai, nếu mà em sự tình anh không dám nhận số tiền này đâu em hiểu cho. Anh hai ơi, anh em ta như dòng nước chia đôi, hai ngả ngược xuôi chia bờ rẽ. Thì em với anh chung cội chung nguồn. Em sống cao sang, còn anh thì thiếu tư hàng. Nghe em nói những lời nhân hậu, anh thấy lòng mình xúc động biết bao. Giàu sang nhưng chỉ là kiếp sống tạm của loài cây chùm gửi trên cành. Em đâu ngờ em có một người anh chịu cành cơ bằng nơi chòi tranh vết lá. Kim Anh à, anh hai, không biết thì thôi, biết rồi thì anh em mình là anh em một mẹ, phải có bổn phận thương yêu và đùm bọc lẫn nhau. Anh hãy cất số tiền này đi. Anh cầm đi anh hai. Kim Anh à, Kim Anh ơi, giờ đây anh mới thấy hương quang hơi ấm của gia đình.
Nhưng mà em phải nói rõ cho anh biết số tiền này nè ở đâu mà em có nhiều dữ vậy Kim Anh. Kim Anh à, nếu như em không chịu nói rõ thì anh sẽ không bao giờ nhận số tiền này đâu. Anh hai, em đã nói rồi, anh đừng có hỏi nữa. Anh cầm số tiền này, anh đem về đi anh hai. Em khó nói lắm. Em cứ nói thật đi, tiền này ở đâu mà em có nhiều vậy? Nếu như mà em không nói thì anh đi về đó. Khoan đã anh hai. Em không giấu anh mà chi nữa. Hôm em đến gặp anh bảo chờ má trong 3 ngày, nhưng tính ngược tính xuôi cũng không có cách nào giải quyết. Cuối cùng em phải bán cầm số nữ trang của chồng em sắp và số nữ trang của ba má đã cho em trong ngày đám. Em phải lấy hột đá thay thế cho hột xoàn, còn tất cả số vàng của em đeo em đã thay vào đồ mà với chồng với cha em đành cam với cha cho tròn câu quyết nhục thâm tình. Trời ơi, điều mà tôi không cần, ba tôi không cần mà lại làm phiền lòng má vì em đến như vậy. Kim Anh à, em hãy cầm số tiền này nè mà chuộc lại số nữ trang mà em đã cầm mấy bữa nay. Đừng để lâu mà sanh chuyện trong gia đình, cha con tôi không muốn gây phiền hà rắc rối về việc làm mà gian dối với chồng em. Anh yên tâm đừng ngại cũng đừng lo, việc trong nhà em thu xếp ổn thôi. Nếu chồng em có hỏi thì cũng em xui, vì số cũ mất đi là có đồ mới thay vào. Miếng tiền đây anh nhận là em vui. Không đâu, tôi không dám nhận đâu. Không sao đâu anh hai à. Nè, anh nhận đi không có sao đâu. Nhưng mà Kim Anh à. Anh an tâm đi, chồng em không có biết đâu. Nếu chồng em có hỏi á, cái em đưa cái này ra, chồng em làm sao mà biết được đồ giả? Phải rồi, đồ giả làm sao tôi biết được? Hả? Minh! Khốn nạn! Khốn kiếp thay cho người đàn bà phản tâm, dám dắt trai vào nhà thông thả tư tình. Minh! Anh không có tưởng rằng không biết không hay, phải không cô Kim Anh? Minh à! Hỏi cô này bởi cớ nào cô đem đồ đạc, cô cầm bán cho người, lấy số bạc đặt mà cho trai, cô cả gan thay. Minh! À. Minh ơi bố cơn nóng giận, để rồi em đây tỏ thật trước sau. Nỗi quan tình mình chưa rõ trắng đen, chuyện gia đình rắc rối khiến nên. Dạ thưa ông Quang, nên suy nghĩ lại, tôi vào đây là dạ có việc riêng thôi à. Cái thằng khốn nạn định qua mặt tao hả mày? Dạ không có đâu thưa ông Quang à. Tao sẽ cho hai đứa tụi bay biết. Kim Anh ơi, làm sao bây giờ em? Anh ơi. Cái gì vậy? Dạ không có gì hết. Thơ tình phải không? Dạ không phải. Đưa đây cho tao xem. Kim Anh ơi, làm sao bây giờ em? Anh Lương, anh chạy mau đi anh. Chạy đi. Còn anh. Còn em thì sao? Anh chạy đi mà. Chạy hả? Chạy đi. Chạy. Đứng lại. Đứng lại. Mình. Buông ra. Mình hả mình? Kim Anh buông tôi ra. Buông ra đi. Mình. Cầm miệng của lại đi. Mình. Mình hả? Đồ phản bội. Đồ ngoại tình. Kim Anh, cô đã bôi lọ vào mặt tôi, cô biết không cô Kim Anh? Có chuyện gì mà lo lú ôm sòng ngoài này vậy? Bà ngồi xuống đi. Bà ngồi xuống đi, con nói bà nghe. Bà, từ ngày con cưới Kim Anh về làm vợ, không hề để Phật ý một chuyện gì cả, dù là một chuyện nhỏ thôi bà. Vậy mà bà nghĩ xem nè, nữ trang con sắm trong ngày cưới á, Kim Anh nở lòng nào đem cho tình nhân đó ba. Mình ơi Minh, em lại Minh mà. Nè,
bao đầu giả đi qua mắt con đâu bà. Lợi dụng lúc con đi làm. Trời ơi, lợi dụng lúc con đi làm dẫn trai vào nhà, làm sao con chịu được. Khốn nạn. Bà, cái tiếng súng hồi nãy mà bà vừa nghe đó là con bắn cái thằng chó đẻ đó đó. Kiếm anh chặn tay con lại để thằng kia chạy thoát. Trời ơi, còn gì là danh giá gia đình hả Kim Anh? Mình còn gì là danh dự của con nữa ba? Bây giờ con giao vợ con cho bà xử đó. Bà xử coi cho được đi ba. Bằng không hả? Bằng không thì không yên với tôi đâu. Bà phải biết tôi là ai rồi chứ. Rể yêu quý của bà, hồi trước con Kim Anh nó còn ở với ba má thì thuộc quyền của ba má. Nhưng bây giờ ba má đã gả nó cho con thì thuộc quyền của con. Nếu con thấy rằng trong vấn đề này con có thể tha thứ được thì đó là do lòng rộng lượng của con. Bà cảm ơn lắm. Còn nếu như con thấy rằng không thể nào sống chung được, ba cho phép con được ra tòa ly dị. Ba cho phép con à? Ba cho phép. Ba nói thật. Ba nói thật. Merci. Mình ơi, mình đừng bỏ em mà mình ơi. Mình ơi em lại, mình thương em, mình ơi. Buông ra. Mình. Kim Anh, vô ba biểu. Kim Anh, con có thấy việc làm tồi tệ của con không? Đẹp lắm phải không con? Tại sao con là con của ba mà con không giống ba? Tại sao con không biết quý trọng đạo đức trong khi ba là người giữ gìn đạo đức? Con làm như thế này thì người ta phỉ nhổ vào mặt ba, thì còn gì là danh giới gia đình? Kim Anh, cái thằng đó tên gì? Nó ở đâu? Mày phải chỉ cho tao. Tao phải cào nhà đó. Tao không thể nào chịu được được cái quân lý vợ người ta, làm cho gia đình người ta tan nát. Đó là cái quân, cái quân. Trời. Ba ơi, ba, ba ơi. Luân, ba, ba, nó bắn con ở đây à? Máu có ra nhiều không con? Đau lắm phải không con? Nhiều lắm ba. Nhờ ông thầy thuốc mổ lấy đạn cho nên nó bớt ra máu rồi đó ba. Lần này ba không thể tha thứ được nữa. Vì mềm yếu tin vào lòng dạ của đàn bà, chút nữa giọt máu của ba rơi vào huyệt lạnh rồi. Ba cứ nghĩ là cho con gặp mẹ con để thỏa lòng ao ước bấy lâu nay, không ngờ ba lại đưa con vào hang hùm ổ rắn. Lỗi tại ba, lỗi tại ba hết con à. Ba không phải vậy đâu ba. Má của con khổ lắm. Má con rất thương con. Mà em của con cũng rất là thương con nữa đó ba. Không đâu con à. Con chưa tin chót lời đầu môi. Việc tới lui con bị bắn rồi. Đâu phải rủ ro mà người ta đã gài bẫy, muốn giết con để trừ hậu quả lôi thôi. Ba thù cái bọn chủ điền tạnh thôi. Ba bỏ qua việc ma con đổi chủ thay người. Bây giờ ba không thể nào lặng tiếng em ơi. Ma con tạo thêm tội lỗi tại trời, nhẫn tâm gạt bỏ đi giọt máu rơi. Ba không phải gì đâu ba. Má của con á, má của con đã tham mới quên cũ rồi con à. Dạ thưa, phải là phòng này á? Dạ cảm ơn. Có người đến con ơi. Con Luân ơi. Má. Con có sao không con? Con đỡ nhiều rồi má à. Đêm hôm con ngủ cũng được, tới sáng sao nó nhức quá trời luôn à. Cả đêm nay má con ngủ nghe gì đâu. Má buồn, má lo, tại má hết trơn á. Phải chi má à, có ba con kìa má. Ba, ba nói chuyện với má con đi ba. Mình, Mình.
Em nghe tin mình về, chưa kịp giáp mặt với nhau, em có lỗi với mình nhiều lắm. Việc gặp tôi hay là không gặp, cô có lỗi chi đâu. Với địa vị của một bà hội đồng, cô đến đây để làm gì chứ? 19 năm qua tuy bạc phước vô phần, nhưng đối với con em vẫn là mẹ. Dẫu hồ tan keo rã, nhưng đối với mình em vẫn là vợ. Nhưng 19 năm tôi chưa thấy bà làm gì cho chồng, cho con. Đây, chiếc khăn thô ngày chia tay, cô trao tôi, tôi còn dư kỷ. Thế mà 19 năm, 19 năm cả một khối tình mà cô đành tâm, cô đánh mất nó đi. Ôi, lời nói đau như kim châm mũi sắc. Mình ơi, mình đâu biết rằng lũ bây giờ không còn là lũ của ngày xưa nữa. Nếu như cô lũ ngày xưa đã cho mình thương yêu, mình quý trọng, thế lũ bây giờ chỉ đang để cho mình trách mắng rè khinh. Đối với cô, nó đã mặc tình theo bóng chim tâm cơ. Đối với chồng, vì nó cãi giá cho nên nó mới nghẹn lời. Nhưng mình ơi, cô lỡ cãi giá là nó đã phải nuốt nước mắt vào tim rời bến cô mắng nồng em à. Để sáng sống với cơn lốc đảo điên nghiệt ngã tới bời. Theo dòng nước xoay mà chán chê hận tối cuộc đời. Mong cho trời quán mây tạnh để thuyền xưa về bến cũ. Nhưng ai có ngờ bến mới đã ràng buộc sẵn từ lâu. Nước mắt không rơi bớt được cơn mê sầu, cũng không đổi được cái án tù ngoài cung nào. Khê tuân bất ngờ nghiêng vì bão táp phong ba, thì dây cáp đăng cũng rời thân rồi. Sải bước xa chân.
mình ơi, em căng răng gánh chịu mọi đắng cay tủi nhục suốt bao nhiêu năm dài đánh đằng, là cũng chỉ mong mỏi ngày sống hợp kể lệ với nhau những ưu uất trong lòng. Quá thương chồng không cản suy kịp nghĩ, em đành cảm mang tiếng là kẻ phụ chồng. Mình bị ăn quan cửa nhà ly tâm, muốn lo lắng cho mình nhưng biết cay nhờ ai. Thân đôi nghèo quyến thuộc lánh xa, hàng xóm dẫu thương nhưng sợ tay bay qua gửi. Chỉ có ông hội đồng đờ đấng sớm tối, cảnh khốn cùng em đành ga nghĩa để đền ơn. Cảm ơn cô. Cô bảo rằng cô thất tiếc là muốn cho tôi thoát khỏi an quan. Nhưng cô ơi, sống nơi hải đảo Côn Nôn tôi đã học nhiều bài học. Nào là biển cá mò trái, rừng sâu lấy củi, bao nhiêu năm đã thay đổi quan niệm của tôi rồi. Khác hơn cô là từ áo tù trưởng giả cô mới nhìn lại cuộc đời. Tôi không còn tin cái bọn chủ điền vào lòng nhân đức với người ta điền nghèo khó nữa đâu. Không ngờ gặp lại với đôi lời tâm sự, tôi nói rõ không phải vì tai nạn của tôi hay vì nhan sắc của cô, mà đó là trò hại chồng cướp vợ lấn chiếm đất đai của bọn ác bá cường hào. Mình ơi, mình nói như vậy có phải tất cả những việc xảy ra đều do hội đồng sắp đặt hết phải không mình? Tội ác của nó ở đây cũng như tội ác của trăm ngàn thằng nơi khác. Trời ơi vậy mà. Thôi cô ơi, trăng đen đã rõ như ban ngày, cô khỏi tôn công để mà tìm duyên cơ. Dù lỗi ấy do cô gây ra hay là tai họa của tôi, hoặc từ đâu đưa tới mà cô không chịu thấy, tôi không trách phiền chi cô đâu. Hỡi ơi, niềm ân ai hết mong ngày tai ngộ, thì kể từ đây tôi với cô phải đành cam đứt đoạn tơ lòng. Nhưng tôi buồn có một điều là giọt máu bỏ rơi bên cạnh một người mẹ thảnh thơi trong chiếc áo hội đồng. Nếu không có anh em giúp đỡ tôi vượt ngục trở về đây, thì thằng Luân suốt đời cam chịu coi cút bơ vơ. Luân ơi, con có hiểu cho lòng của mẹ không Luân? Phải phòng này không? Dạ, yeah, đúng rồi. Hết chối cãi rồi phải không? Bà làm cái gì mà nghe tin cái thằng tình nhân của con Kim Anh bị bắn? Bà xỉu tới xỉu lui. Thằng Đạt đã bắn vợ, chứ gặp tôi là tôi bắn bể đầu cha nó rồi. Con Kim Anh nó làm xấu tôi chưa đủ hay sao mà bây giờ bà làm xấu tôi? Bà phải trả lời cho tôi biết bà vô đây làm cái gì. Bằng không mà tôi không để cho bà yên. Chào ông. Ai ạ? Bấy lâu nay ông vẫn mạnh khỏe chứ? Tao mạnh chứ có ốm đau gì. Không lẽ ông quên tôi rồi sao? Tao ít có nhớ ai lắm. Mày là thằng nào? Tôi là tá điền của ông đây. Tao thiếu gì tá điền mày?
Ông chống quên quá. Tôi là Võ Minh Thành, tá điền của ông ngày trước. Thằng tá điền có phước hơn những thằng tá điền được ông lui tới ân cần. Ông lui tới săn sóc nó một cây súng lục với một mớ giấy truyền đơn. Ông còn ân cần chăm sóc nó một cái án chung thân khổ sai. Tôi về đây trước là thăm ông, sau là tìm lại đứa con của tôi. Nó đó, Võ Minh Luân, thằng con trai của tôi, anh ruột con Kim Anh nhà ông, chứ không phải là tình nhân tình nhiết nào cả. Hai thành nào kìa? Tôi nhớ ra rồi. Chú Hai Thành hồi trước ở đất mướn của tôi đi mà. Mạnh giỏi hả chú Hai? Lâu gặp quá. Chà, lúc này tiều tụy quá ha. Sao, có cần tôi giúp đỡ tiền bạc gì không? Còn chú nói cái thằng Luân nào mà tôi nghe mơ hồ phản phất như là... Tôi khen cách khôn khéo của ông rồi chứ. Ông quên nó sao? Thằng nhỏ mới vừa lọt lòng, ông bảo với vợ ông rằng đi mướn vú nuôi. Rồi chính ông nói dối với vợ ông rằng nó đã bị kinh phong nó chết. Nhưng mà nó không chết, nó còn sống và nó đã trưởng thành kìa. À, thì ra bà tới đây bà gặp mặt chồng cũ của bà. Tại sao bà không cho tôi biết trước để tôi lánh mặt, để bà khỏi phải ngượng? Bây giờ sao? Bà trả lời cho tôi biết đi. Bà trở về với chồng cũ phải không? Sao không nói? Tại sao đứng im gì hết vậy? Ông đừng có hỏi khó tôi. Tất cả những việc gì ông làm hồi xưa, bây giờ ông hãy tự xét lấy. Tôi làm mà tôi làm cái gì? Ông làm ba điều ác mà ông không biết hay sao? Tao làm gì ba điều ác mày? Thứ nhất, ông ám hại tôi. Thứ hai, đoạt vợ tôi. Thứ ba, giết con tôi. Đúng. Nhưng mà sau đó ta làm ba điều phải. Điều gì? Mày ở tù có án tòa hẳn hoài. Vợ mày ở với tao có giá thú hẳn hoài. Con ta sinh ra có khai sinh hẳn hoài. Vậy thì ai dám nói tao làm ba điều ác? Tôi biết. Bà con lối xóm đều biết. Mày biết. Bà con lối xóm đều biết. Nhưng nói cho cùng, tất cả mọi người đều biết đi nữa, thì những người đó chưa phải là pháp luật. Ê Hai Thành, 20 năm nay tao vẫn là hội đồng cái mày, hội đồng quản hạt á. Ở đây pháp luật là tao, tao là pháp luật. Mày có đi tới trời tao cũng không sợ. Khỏi cần đi đâu cả, mà ở tại đây thôi. Ở đây sao? Ông nhớ là những người ta đi nghèo khổ đã bị ông cướp sạch cả mồ hôi nước mắt. Cuộc đời của nó sống cùng cực như là ngựa trâu. Ông ăn chơi hoang phí như là vua. Chúa, bây giờ tao có tiền, tao có tiền, tao muốn gì cũng phải được. Ba, má, anh Hai, thưa bác. Ai cho mày cái thứ này bằng bác? Dắt ra. Tôi cho ông biết, những người nghèo ấy là tấm lưới trời, ông có cánh cũng không thoát được. Ông phải đền tội. Đền tội cái con khỉ. Mày là cái thứ gì mà mày nói tao đền tội? Mày là thằng tù vượt ngục gì đây? Mày chống lại nhà nước đại pháp, mày xúi dân nơi loạn, mày chống lại ông cò, mày chống lại tao hả mày? Trời ơi, trời ơi, tôi khổ quá, tại sao tôi không chết cho rồi đi trời ơi? Cái gì mày chết? Má, má ơi, má, đừng mà má, đừng. Làm gì mà mọi đồng khác, cái gì? Tôi cho biết nha, nếu người đàn bà này mà có mệnh hệ nào, ông khó sống với tôi à? Ê, Hai Thành, tao nói cho mày biết, người đàn bà này có mệnh hệ nào mày cũng khó sống với tao à? Mày là cái thứ gì? Mày là thằng tù vượt ngục. Ê Hai Thành, tao thấy mẹ đây dư rồi. Được rồi, để tao giúp cho. Tao đưa mày trở về ngoài câu đảo đó. Super. Mày báo là có thằng tù vượt ngục đó đây nè. Báo đi. Ông hội đồng. Cái gì? Ông định kêu lính bắt ba tôi nữa phải không?
tao cho mày chết mẹ mày luôn. Ui, mẹ mày luôn. Chết mẹ mày luôn. Anh ơi. Ông Hội Đồng. Ông. Bơ người ta. Đi giết tôi. Bơ người ta. Trời ơi. Kim Anh ơi, anh lỡ tay rồi, làm buồn làm khổ cuộc đời, làm em đau đớn nghẹn lời, hồn khí phách tan rụng rời. Ba ơi, con dao này vô tình đã giết chết người, làm máu thịt tách rời. Kim Anh ơi, anh quỳ xuống đây, em giết anh mà trả thù cho cha. Trả dài sát nhân thế mạng, anh chẳng nghĩ đến tình cha con, thì thôi tôi cũng quyết giết tình anh em. Thù giết cha trời cao không, tội của anh làm, anh luôn tôi phải giết anh. Kim Anh con ơi. Kim Anh. Mà anh ơi. Mình ơi, mình đưa con đi, mình đưa con đi, tất cả đi hết đi. Không đâu, mình nghe lời em, mình đưa con đi. Đừng cãi em mà. Mà Luân mà ơi. Con đi với ba đi Luân. Đi đi con. Luân mà. Con đi với ba. Lẹ lên con. Đi mau đi mà. Luân con ơi. Mà Kim Anh, Con cũng phải đi nữa. Không, con lại đây với ba. Không phải ở lại đây. Nghe lời má đi. Má ơi, nhưng mà con không nỡ. Đi. Ông Hội Đồng, ai gây ra cảnh tình này? Ra tay đi. Lục bình về đâu mà nghe tiếng chim ni non.